báo. Thứ tiếng Bali gọi là Kiriya. Kiriya là tiếng Bali. Còn ở bên phần mà gọi là tiếng Sanskrit đó thì nó gọi là Kiriya. Đó là tiếng Sanskrit. Quý Phật tử biết ha, khi ta nói tới tiếng Bali á, là ta nói tới cái phần là tiếng Nam Phạn. Cái tiếng Nam Phạn. Nam Phạn. Thì bởi vì sự gia như này. Dạ sư mở rồi. Dạ sư mở. Nhưng mà xin mời ra đây kia. Dạ. Tại sư tên. Rồi cái tiếng Bali á gọi là Nam Phạn, tiếng Kiya giá ta gọi là tiếng Bắc Phạn. Bắc Phạn. Khi phần Panama từ xưa thời thời và Đức Phật ngày còn tại thế đó thì tiếng nói của ngài đa phần được sử dụng bằng tiếng Bali. Là ngài hoạt động thuyết kinh với tán độ, là ngày hoạt động trong khoảng thời gian của ngài ở giữa miền Trung Ấn Độ và xuống miền Nam, chứ ngài không có đi lên miền Bắc. Do đó đó, cái tiếng nói phổ thông mà ngày hôm nay của Phật giáo Nguyên Thủy thì còn tồn tại lại được đó, là ở phần gọi là tiếng Bali, tiếng Nam Phạn. Còn cái tiếng Sanskrit đó, là tiếng miền Bắc Phạn đó, thì nó có nhiều hạn chế. Và ngày hôm nay kinh tạng Nguyên Thủy mà Phật giáo Nguyên Thủy đó mà còn được lưu truyền lại đó, nó còn bị mất mát và nó có sự là không còn đầy đủ do hình thức viết trên những lá bối. Với những lá bối mà cái thời gian mà qua việc kịch tập lần thứ 3 thì lúc đó đó những kinh điển đó được ghi tại trên những lá bối, nhưng mà phần lớn á do ngài Đại Đức Mahanda là con của vua Asoka, là vua Ayut đó, đem ra miền Nam Sri Lanka, Tích Lan á. Do đó đó Phật giáo Nguyên Thủy tại Ấn Độ ngoại diệt, không còn được lưu truyền. Thì ngày hôm nay á, những nhà học giả mà đi tư cử vào Bắc về vô trong Ấn Độ á, học giả đi vào miền Bắc vô Ấn Độ á, thì họ thường thường á, họ lượm và nghiên cứu được phần lớn kinh tạng qua tiếng ngữ văn của Sanskrit. Và những cái ngữ văn Sanskrit á bị lục sư ngoại đạo á, sau khi mà không có chinh phục được Đức Phật đó, mà Đức Phật ngày hàng phục á với cái hiệu bài song song Yamaka Abhinya đó, thì lục sư ngoại đạo họ di tản, họ chạy trở về miền Bắc. Ở đây nơi đó có một vị vua ở nơi miền Bắc á đứng bảo vệ họ, do đó họ được phát triển. Thì khi họ phát triển lên đó thì những cái tam thầy đà của bên Bà La Môn hay là bên ngoại đạo đó, họ mix vô trong Phật giáo Nguyên Thủy qua từ ngữ Sanskrit. Do đó hôm nay thì tuy nói là Phật giáo nhưng mà có những bài kinh hay những cái phần kinh điển mà qua từ ngữ Sanskrit đó, nó không còn trung thực ở trong góc độ của Nguyên Tạng Bali. Thì vì đó đó, một số những người mà đi vào miền Bắc á mà họ nghiên cứu về Phật giáo, họ cũng nói họ đi tới Ấn Độ là nơi Đức Phật đản sanh ra. Quả thật như vậy, không sai chật. Nhưng mà họ lượm được những kinh điển đó trong nguồn gốc lịch sử đó, họ không chỉ sâu và họ tìm thấy đó. Chính cái đó đó, họ duyên bá lại. Họ nói tôi cũng lượm tại Ấn Độ, tôi cũng tới Ấn Độ, tôi cũng sống tu tại Ấn Độ, và tôi cũng nghiên cứu tại Ấn Độ, vân vân. Những cái lời lập luận của họ đó là đúng, không sai chật. Tuy nhiên, trên góc độ mà họ luận được có đó, có những sai sót mà họ không có đối chiếu được. Như cái quyển mà quý Phật tử biết kinh tạng Bali á, nó cũng có cái những phần mà có sự về đối chiếu mà ngày hôm nay chưa có ai có khả năng làm một cách hoàn mãn hết trong sự đối chiếu giữa hai cái phệ. Chẳng hạn như chúng ta nói về Nikaya, mà chúng ta còn gọi là năm bộ Nikaya là năm bộ tạng kinh. Năm bộ tạng kinh đó, trường bộ kinh, trung bộ kinh, thành tiểu bộ kinh, trung bộ kinh và tiểu bộ kinh. Nhưng mà Nikaya thì ở bên Sanskrit á, Sanskrit nha, cái sư chưa nói ngoại đạo, bên Sanskrit á, họ có Agama mà ta gọi là A-hàm. Do đó họ là trường A-hàm, trung A-hàm, rồi tăng nhất A-hàm, tương tập A-hàm và tiểu A-hàm. Do đó đó, vì thì khi á, mà Hòa Thượng Minh Châu á, mà đi tới và nghiên cứu tại học nơi trường Đại học Nalanda, trường Đại học Nalanda không phải là trường truyền thống thuần túy Phật giáo Nguyên Thủy,
sau thời gian sau thì họ mix cũng quá theo những phần triết học của Ấn Độ tại nơi đó. Thì khi mà lập luận văn để mà ra trường tốt nghiệp tiến sĩ tại nơi Đại học Nalanda thì Hòa Thượng Minh Châu làm một cái bài luận án gọi là sự đối chiếu, so sánh và đối chiếu giữa A Trung A Hàm và Trung Mục Kinh. Mà khi so sánh và đối chiếu như vậy đó thì phát hiện ra được là có những bài kinh và những câu văn kinh nó không còn giữ nguyên chất của Nguyên Thủy của từ Nikaya và Arama, Trung Bộ Kinh và Trường A Hàm. Cho đó đó, ngày hôm nay á, mà nếu chúng ta đi vào trong lĩnh vực nghiên cứu thuần túy và cốt lõi và nắm vững chắc đúng đây là lời dạy Đức Phật đó thì rất là khó khăn với những người gọi là học giả và có tâm huyết và muốn tìm lấy được cái cốt lõi mà thuần túy và tinh chất có lời dạy Đức Phật đó để mà sau này nói lại và di truyền được cái sự tinh chất đó mà không bị pha tạp đó thì rất là khó. Ngày hôm nay trên thế giới thì có Pali Tech Society là một nơi mà được đi trở lại Ấn Độ họ nghiên cứu, nhưng mà trong cái quá trình họ nghiên cứu trong cái Pali Tech Society ấy, họ cũng lấy được cái nền văn hóa Ấn Độ với cái tính chất thuộc địa, họ là người đi chinh phục cái người Anh đi chinh phục Ấn Độ và Ấn Độ trở thành một nơi thuộc địa 400 năm trong tay của người Anh. Thì họ nghiên cứu qua văn hóa Ấn Độ á thì họ cũng sẽ thấy với cái góc độ cũng có một sự sai trạng. Chỉ có một cái sự thuần túy mà còn tin tưởng và còn giữ lấy được á là tại nơi Tích Lan do ngài Đại Đức Mahanda Đắc Quả La Hán. Ngài là Đắc Quả La Hán mà con của vua Dục qua cái trạng thái đem hết tất cả những cái tinh chất của Phật giáo Nguyên Thủy đó duy trì là tại Tích Lan. Và từ đó đó có những cuộc kết tập tại nơi Tích Lan rồi sau đi qua bên Miến Điện, còn tại nơi Miến Điện đó họ lại tiếp tục giữ lấy để mà còn giữ vòn Nguyên Thủy, Phật giáo Nguyên Thủy. Còn Thái Lan cũng tiếp tục nói theo. Chứ còn ngoài ra, nếu mà thuần túy coi về Pali Tech Society mà không có coi qua nguyên chất của Phật giáo Nguyên Thủy, của những lời kinh điển và từ Tây Lan, Miến Điện và Thái Lan đó, thì chúng ta cũng có thể có những sai chặt. Sẽ có coi qua sơ về sẽ đối chiếu giữa cái tạng Pali Tech Society hôm qua sư coi thì Minh Tàng Thái và sư Đật coi và phần chú giải nó có những sự gì bị nhỏ nhỏ. Chính cái đó nó làm cho sư cũng phải suy nghĩ khi mà dùng cái đó để mà nói lên cái lối nguyên gốc thuần túy là giải Đức Phật. Khi mà quý Phật tử sẽ thấy khi mà học á mà chúng ta chưa nắm được ngay cốt lõi của tinh chất của là giải Đức Phật á thì khi mà tự đi tới mình thấp hành á còn xa nữa. Mình không nắm những cái pháp học á đi pháp hành còn xa lắm, xa là con đường đi đến thành tựu hay là đạt được hay là pháp học pháp hành rồi phải pháp thành và pháp quả đi đến đạo quả của mình á khó nắm giữ được rồi. Và khi mà không có pháp thành á thì con đường mà pháp hành của mình á khởi lên một cái hoài nghi ngờ, sự nghi ngờ đến với con người chúng ta đó mà không được phá bỏ đó thì cái sự kiến chấp đó nó sẽ đi truyền qua thế hệ này qua thế hệ khác mà. Thì đó là sự băng hoại Phật giáo với cái góc độ là người giận dữ với cái nguyên chất của Phật giáo Nguyên Thủy đó không còn khó có đó. Và đó tiếp nói sao đó nó xuống xa chặt ra xa là không có nên có còn vẫn niềm tin là con đường đi đến pháp hành đưa đến pháp thành để thành tựu đạo quả đó mà mong cầu được giải thoát đó họ không nghĩ là họ có cơ hội, không có niềm tin đó. Do đó họ tới với Phật giáo hôm nay với chứ cái nguyên gốc mà người ta nghiên cứu về Phật pháp đó là người ta chỉ nghiên cứu và dùng kiến thức để họ hiểu là họ làm hiền làm lành lãnh giữ và con đường mà họ cho rằng họ là con đường phúc thiện được rồi, chứ con đường mà mong cái đạo quả không có gì vậy. Họ chỉ lâu lần họ tôi làm lành thôi, làm việc thiện việc thiện tốt lương tâm tôi cắt rứt, nhưng đường đạo đức của tôi có với đạo tâm với đạo tâm tôi có, chứ họ không có hy vọng gì đến con đường đạo quả. Nói tới chuyện đạo quả đó họ không có niềm tin, không có niềm tin tức là có niềm nghi ngờ, ta có niềm nghi ngờ. Và những nghi ngờ như vậy đó không có nơi nào giải đáp cho mình cụ thể xác định được con đường này phải đi tới được đó thì truyền qua thế hệ khác là bắt đầu là thay lạc và sao loãng
và từ đó mắc dần Phật giáo đến năm 3.000 năm Phật lịch, sao không còn ngày này đó. Do đó đúng như tự sẽ thấy cái từ ngữ Bali không á, Kiriya và ta Kiriya, Kiriya và Kiriya này đã có cái sai lầm nha. Rồi từ ví dụ như quý vị tự sẽ thấy cái chữ thăm má, Bali nó gọi là thăm má, nhưng mà tiếng Sanskrit đó gọi là thạc má, nó là từ thạc má, nên người âm ra ta gọi là đạt má đó, thấy không nào? Gọi đạt má, quý vị tự sẽ thấy đạt má là thăm má, rồi cái này cái chữ này nè. Rồi cái tiếp Nipali gọi là Nipana, rồi đó nè. Rồi ở bên đây nó gọi là Nikwana, đây ta chữ đổi chữ A vì nó ra như vậy đó, rồi nó sai chặt, nó sai chặt dần từ đó đó, rồi cái phát âm nó sai và cái hình tìm hiểu cái nghĩa đó nó cũng xa xa rồi. Chúng ta học một tiếng Anh ngữ mà chúng ta học một nghĩa một tiếng Anh nó có nhiều nghĩa đó, mà học tiếng Việt Nam ra cũng một nghĩa nó có nhiều nghĩa, một từ cũng có nhiều nghĩa đó, cái từ thấy không nè. Do đó đó, từ đó đó mà mình lội trở lại, mình trở lại nguồn gốc và tìm hiểu sâu xa và tính chất của Phật giáo Nguyên Thủy, là dạy Đức Phật đó. Hồi của Đức Phật này nói á, tìm ra khó có hàng này hiếm lắm, nên đó đại sư đang có một cái sự ưu tư đó, là sự cố gắng hết sức làm ra cho giữ lại được cái gì truyền thống còn nguyên gốc trong cái khả năng mình đã có, để mình còn tiếp tục đào tạo ra cho cái thế hệ hiện tại của sư không, chứ còn là ra sao hơn nữa thì sư chưa hiểu được, có khả năng làm hơn nữa. Và cái thế hệ con cháu của chúng ta đó, thì rất là lo lắng, xa lắm, khó có hy vọng. Quý vị nghe kịp à? Rồi chúng ta trở lại tại đây ấy, là chúng ta nói tới cái tiếng Bali và tiếng Sanskrit để chúng ta hiểu được Phật giáo đang đi tới trong giai đoạn nào. Và từ đó đó chúng ta sẽ thấy cái từ ngữ kriya hay là kriya này á là hành động ha, hay là ta nói là di tác, nghĩa là di tác, người ta gọi là di tác là duy nhất tạo tác và không để lại kết quả hay là hậu quả của hành động đó. Thì như vậy đó, thì những cái tâm mà chúng ta hôm nay ta học đó, chúng ta học về tâm duy tác, phải không nào? Là cái tâm duy nhất chỉ tạo tác thôi, nhưng mà sự tạo tác của họ, cái tâm này không để lại kết quả hay là hậu quả của cái hành động đó. Thí dụ như quý tử thấy người ta mắng người khác, nhưng quý tử nghe người khác mắng người này mắng người kia thì chắc chắn phải có là hậu quả của việc mắng đó, nhưng mà đối với cái tâm duy tác này thì không có cái sự hậu quả hay là không có kết quả của cái việc làm đó, nên là tâm duy tác duy nhất, chỉ có duy nhất và chỉ có một và không có khác. Là độc nhất cái vấn đề của họ là gì? Tạo tác thôi, tạo tác ra. Tạo tác qua thân và lời và ý, đúng không nè? Chúng ta có ba loại thân, lời và ý. Trong khi làm thân, lời và ý, chúng ta chỉ có hành động tạo tác và chúng ta không có kể là kết quả của hậu tạo tác. Và cái những cái tâm này ở nơi đâu mà có? Tâm này chỉ có duy nhất là nơi bậc a la hán, tâm duy tác chỉ có duy nhất ở nơi bậc a la hán, hay ta gọi là bậc gì, vô sinh, bậc vô sinh a la hán. Ok, với sư tử nghe chị ha, thì a la hán là chúng ta âm ra từ ngữ là arahatta, hiểu nè, arahatta, a la hán, arahatta, ta dịch ra là gì? Là vô sinh, không còn tái sinh trở lại nữa, không còn tái sinh trở lại nữa, không còn trở lại thế gian tâm giới này nữa, nên gọi là vô sinh, được chưa? Rồi khi ta nói tới vô sinh á, thì nó có mấy bậc? Chúng ta nói vô sinh á, thì chúng ta có ba bậc, bấm nè. Vô sinh có ba bậc, bậc chánh đẳng chánh giác, thế nè, bậc chánh đẳng giác, ta gọi là bậc chánh đẳng giác. Rồi bậc độc giác và bậc thinh nhân giác. Khi ta nói tới vô sinh á, bậc vô sinh á ha, tức là nó có ba bậc: bậc chánh đẳng giác,
bậc độc giác và bậc thinh văn giác. Mà bậc vô sinh á, thì là bậc này là bậc tứ quả. Bậc tứ quả. Dạ, bậc tứ quả là bậc thứ tư trong hàng sa môn của Đức Phật. Cái thứ tự nghe kẹp ha. Thì tính đẳng giác cũng là tứ quả, độc giác cũng là tứ quả, và thinh nhân giác cũng là tứ quả. Còn ở thinh nhân giác này nó có ba bậc nữa. Đó nè, ba bậc. Trí thượng thinh văn, trí thượng thinh văn, trí thượng thinh văn, đại thinh văn và thinh văn tầm tầm thường, là đơn giản thôi. Nó có ba bậc: trí thượng thinh văn, đại thinh văn và thinh văn tầm thường. Nó có ba bậc. Thì tự nghe kịp không? Thì thời Đức Phật ngài Phật nào cũng vậy, quý tự nhớ ha. Khi mà vị Phật ra đời, vị Phật đến cái thế gian này để truyền giáo pháp cho chúng sanh được nghe, được hiểu, được học, được tu đó, thì họ chỉ có vị độc vị tính đẳng giác đó chỉ có hai vị trí thượng thinh văn mà thôi, không hơn. Đó là niêm luật. Thì ta nghe kịp ha. Cánh tay phải, cánh tay trái. Như thời của chúng ta đây là chỉ có hai vị trí thượng thinh văn là gì? Xá lợi pháp và một kiền liên. Tự nghe kịp ha. Hai vị đó. Mà thời Phật 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 Ca-sa-pa là Phật Ca Diếp, Phật quá khứ, Phật Maitreya, Phật Di Lặc, thời Di Lai chỉ có hai vị thôi. Quý tử nghe kịp ha. Luôn luôn bậc chánh đẳng giác có hai vị và không hơn. Nhưng mà đại thinh văn á thì nó có tùy theo hành nguyện của một bậc chánh đẳng giác ở thời cấp độ đó. Quý tử nghe kịp ha. Như thời của Đức Phật Gotama, Đức Phật Gotama của mình đấy thì ta gọi là Phật Thích Ca đó, thì ngài có 80 đại đệ tử. 80 đại đệ tử. Nhưng mà thời của một vị Phật Kassapa hay là thời của Đức Phật Bạch Dipankara 1200 vị hay là 10.000 vị, tùy hạnh nguyện của các vị sĩ đó, vì chánh đẳng giác đó. Cái tên nghe kẹp ha. Còn thinh nhân tầm thường á thì cũng tùy theo hạnh nguyện của vị chánh đẳng giác, họ có duyên họ độ chúng sanh nào mà họ muốn hành hạnh nguyện đó. Quý vị tự nghe kẹp ha. Do đó đó, mỗi một cái vị Phật cả đời thì quý tự sẽ thấy là họ các ngài có cái hạnh nguyện, quá trình họ tu tập cũng bằng với nhau. 20 tăng kỳ, 40 tăng kỳ và 80 tăng kỳ, và A Sang Khai Giá là một A tăng kỳ. Nhưng mà họ có cái hạnh nguyện họ tu vậy đó, nhưng mỗi một người có một cái hạnh nguyện riêng, không người nào giống nhau. Quý tự nghe kịp ha. Ví dụ quý tự cũng học nghề bác sĩ vậy đó, nên là có nhiều người bác sĩ mà họ cứu hết tất cả bệnh nhân trên thế gian này, họ mới chịu chết, họ sống rồi chữa hết bệnh, cái nào bệnh đâu cũng đi hết á, khi châu châu Á châu Úc thì có bệnh là họ xách giỏ họ đi chữa hết, là tại họ hành nguyện như vậy đó, họ chữa hết bệnh trên thế gian này. Chứ tự có thấy trường hợp bác sĩ nào có gì không? Có à, có vậy đó, tự nghe kẹp không? Tại cái là hành nguyện của họ mình không cắn nó được, và cái đó mình không cản được phải không nè? Nhưng mà có người ta nói chắc ngày chữa hai bệnh thôi, ngày chữa hai bệnh nhân thôi. Tôi cũng có người ta nguyện vậy thôi. Rồi năm có nhiều người ngày nguyện chữa một ngày nguyện chữa một bệnh nhân thôi, chữa từ sống cho tới chết chữa một người thôi. Cái đó thì tùy mỗi người hành nguyện. Tôi hiểu biết không? Không ai bắt ai chấp nhận được hết. Tôi nghe kịp ha. Do đó đó mỗi bậc chánh đẳng giác cũng vậy. Đến thời của sư thì sư nguyện khác nữa. Thì tôi nghe kịp không? Mấy cô hay lắm nha, biết nhìn tâm người khác mà nói ra lời. Chứ mới nói thì có một người hành nguyện đi, cái mặt nói cái hành nguyện sư rồi. Nhưng là mấy cô nhìn được cái tâm người khác rồi, người ta gọi là tha tâm thông đó. Dữ rồi đó. Nhưng cái sư khác là vô số, tức là có số nào cả. Giờ số ta không có số nào cả. Cái ta nghe kèm không? Giờ đó đó, thì mỗi một người có cái hành nguyện. Thì đối với Đức Phật của chúng ta đây á, quý vị tự đọc lại cái ngày về cái bộ của lịch sử của Đức Phật đó, Quốc Tháo Hoàng Xá đó, truyền thống của chữ Phật đó, quý vị tự thấy xót xa Đức Phật Thích Ca của mình lắm. Mà mình cũng thấy xót xa của mình sinh ra cùng thời của Đức Phật Thích Ca này nữa. Trong tất cả các vị mà Phật có quá khứ nha, và Phật Vị Lai, chỉ có Phật Thích Ca này có 100 tuổi thọ mà thôi. Mà con đường mà ngài đi đến đạo quả đó là 6 năm dài nhất, không có người nào hơn. Có một vị có 7 ngày là đắc chứng đạt đạo quả và chánh đẳng chánh giác rồi. Và ngài các vị đó ở tuổi thọ đó
là mấy chục ngàn tuổi thọ, chứ không phải là một ngàn tuổi thọ nữa, chứ không phải như mình để có trăm tuổi thọ. Mà vì Phật đó, 80 tuổi này ra đi thôi, 100 tuổi thọ của chúng sanh hiện tại, thì đối với Đức Phật Niêm Luật chỉ có 80 tuổi thọ ngày ra đi rồi. Mà tôi cũng bằng nhau hết cách 2 năm thân kỳ, tới thời gian này chỉ có 100 tuổi thọ và 80 tuổi thọ phải ra đi, ngắn ngủi và vô cùng. Mà ngài độ được có bao nhiêu? 2 chí thượng tinh văn, 80 đại điện tử, 1250 vị tỳ khu tinh văn tổng thượng. Ê, hỷ thì khu, ngài không làm gì khác. Quý vị tự sẽ thấy đơn giản gì vậy đó. Còn đối với Đức Phật mà Si Khí hay Đức Phật mà Đi Băng Ca Rá, 6.800 vị, 6.800.000, luôn luôn có một số lượng rất to lớn. Thì đó Phật Thích Ca chúng ta chỉ có ngắn ngủi vậy thôi. Tu hành rất là khó vượt, và để tìm đạo quả cũng rất là khó khăn, mà đắc tiếng đạo quả rất là nan giải. Thì ở lại trong thế gian có 45 năm tiền, không hơn. Và 80 tuổi thọ không phải ra đi trong sự lành mạnh, ra đi trong cái thân bệnh kiết lỵ và bỏ xác ở tại vườn Kusinara lúc 80 tuổi thọ tại nơi đó, một cái nơi hẻo lánh, một nơi nghèo khổ. Cái nơi đó không có phải là một thành thị đô hộ, gọi là một đô thị to lớn, một cái nơi gọi là quan giả Kusinara, bỏ xác hoàn toàn ở đó, không có gì cả. Quý vị tự sẽ thấy á, đối với Đức Phật Thích Ca, càng nghĩ tới lịch sử coi lại đó, với các vị Phật quá khứ và gọi là vị lai thì thấy rất là thương Đức Phật của mình, thương Đức Phật mà chúng ta đang ở này, gọi là như vậy đó. Cũng là một vị ra đi. Còn có một số vị Phật mà quá khứ đó, sư đọc đó, họ là các vị Bà La Môn, họ là các vị là giáo, một vị giáo sĩ, họ ra đi, họ xuất thân từ Bà La Môn, không phải dòng sắc tế lỵ, là dòng vua. Đức Phật Thích Ca ngài đi ra từ dòng vua, dòng sắc tế lỵ khác chi á. Quý tự thấy như vậy đó. Do đó đó, mỗi một vị chánh đẳng giác đó, họ có cái hành nguyện riêng với nhau, không có hành nguyện người nào chống người nào cả. Và con đường tu tập của các vị đó mà một mà thôi, con đường tu tập đó cũng một thôi. Các vị Phật quá khứ như thế nào, hôm nay sư đang tu với vị chánh đẳng giác, sư phải tu theo con đường đó như một thôi, chứ không khác gì, không có sai chặt. Đường Ba La Mật của các ngài đi, đường Ba La Mật sư cũng phải đang đi, chứ không sai chặt. Cái điểm đó là điểm giống với nhau, nhưng mà hành nguyện thì khác với nhau. Thì sư trở lại đây á, đối với bậc vô sinh á, là bậc tứ quả A La Hán á, thì ba cái vị này đều giống với nhau. Tức là khi mà các vị họ tu, họ phải diệt hạ cần phần kiết sử, thượng phần kiết sử đều giống như nhau thôi. Họ cũng phải diệt thân kiến và nghi với cấm thủ, họ cũng diệt tham sân, và họ cũng diệt phóng dật ngã mạn, rồi họ diệt tới vấn đề ái sắc, ái vô sắc, và cuối cùng họ diệt vô minh. Họ cũng phải đi qua con đường đó, giống như nhau cả. Giống như các vị A La Hán mà từ tinh văn tâm thượng đến bậc đại tinh văn, đến các bậc trí thượng tinh văn, các ngài cũng đi vào con đường giống như nhau. Nhưng mà mỗi người có cái hành nghề khác nhau, chứ tự nghe kẹp không? Có những người chúng ta học thấy người ta, có những người học bác sĩ, họ ra họ chỉ mong gần là gì, họ chỉ tinh văn. Nhưng có người học bác sĩ, họ mong làm thầy của các vị bác sĩ. Và có những người họ muốn làm lên ở vị trí gọi là nhà nghiên cứu của cái lĩnh vực y khoa, chứ họ không muốn là người bệnh, một bác sĩ đi chữa bệnh nhân tình bình thường. Đó, những cái họ có cái cấp độ họ đi. Thì ở đây sư muốn nói tâm duy tác là tâm duy nhất tạo tác cái hành động, nhưng mà không để là kết quả của hành động hay là hậu quả của hành động qua thân lời và ý. Tâm duy tác chỉ duy nhất có ở bậc vô sinh thôi. Quý tử nghe kẹp ha. Ở đây ở trên bản niêu thì sư trình bày, quý tử sẽ thấy nó nằm ở chỗ góc độ này. Quý tử thấy ha, đó có 8 tâm duy tác. Khi mà quý tử đi vào trong cái những cái sự hoạt động của tâm duy tác này, khi mà quý tử đi vào sự hiểu ý nghĩa của tâm duy tác này ở nơi bậc vô sinh á, quý tử mới thấy thấm thiết đời sống của một bậc A La Hán. Quý tử thấy thấm thiết với đời sống của một bậc vô sinh hay là một bậc Phật chánh đẳng tính giác, độc giác và tinh nhân giác. Họ có cái đời sống của một cái tâm duy tác, mình nhìn cái tâm ta biết được người, mình nhìn cái sự hoạt động của tâm đó ta hiểu được đời sống của các bậc A La Hán như thế nào. Thì quý tử sẽ thấy tâm duy tác có cũng giống như cái loại tâm đại thiện mà chúng ta đang có. Quý tử nghe kịp không? Tâm duy tác họ cũng có hai cái, đó là tương trí và là tương trí và bắt tương trí. Họ cũng có tương trí và bắt tương trí.
Đó là một cái mà chúng ta sẽ thấy. Điều thứ nhất, được chưa? Rồi tâm pháp của các vị đó họ cũng có vô dẫn và hữu dẫn. Hữu dẫn. Rồi tâm của vị pháp của họ cũng có hỷ và xả. Họ cũng có ba đôi này y như tâm đại thiện, y như trong tâm đại thiện. Ba đôi này cũng y như trong tâm đại thiện. Chúng ta có tâm đại thiện thì tâm di tác của bậc A-la-hán cũng có như nhau. Họ có tâm tương trí và tâm bất tương trí, tâm vô dẫn và tâm hữu dẫn, tâm hỷ thọ và tâm xả thọ. Họ giống như nhau, quý vị nghe kịp không? Do đó, với những trạng thái đó mình mới thấy, đối với những người mà không hiểu biết hay họ không chịu nghiên cứu trong cái lĩnh vực về gọi là tâm lý của lĩnh vực tâm thức, thì họ cứ luôn luôn đối với một số Phật tử thuần túy cũng vẫn có luôn luôn sẽ họ nói rằng một vị bậc chánh đẳng chánh giác là bậc đại trí tuệ. Cuộc đời của các vị bậc đại chánh đẳng giác là bậc trí tuệ xuyên suốt từ sáng cho tới tối, từ sống cho tới chết, ngài luôn luôn là vận dụng trí tuệ. Cái đó thì quả thật không phải như vậy. Khi ta đi vào trong cái lĩnh vực mà nghiên cứu thành sâu vào trong thành tâm duy tác á, thì đối với bậc chánh đẳng chánh giác, xin nói lại là chánh đẳng chánh giác, độc giác hay tinh minh giác đều gọi là bậc a la hán vô sinh á, xài cái tâm duy tác này cũng có tương trí và có những cái bậc tương trí như thường. Do đó khi ta muốn nói đúng nghĩa của một bậc a la hán á, thì chúng ta phải nói đúng ý nghĩa là gì? Ngài có khi có trí tuệ và có khi không có trí tuệ. Quý tử đọc qua những bài kinh mà ở trong thành kinh tạng, quý tử sẽ thấy ngài từ ganh tháp cu tí, ngài từ ở nơi gọi là hương tháp của ngài, ganh tháp cu tí. Đối với một bậc chánh đẳng giác, quý sư muốn nói và tự nghe ha. Đối với bậc chánh đẳng giác đó thì không có vị nào khác, vị nào cũng giống nhau. Ganh tháp tức là hương thơm, cu tí là thắt hay là tỉnh thắt, ta gọi là hương thắt. Đối với bậc chánh đẳng giác ở nơi nào là hương thơm ngào ngạt nơi đó, không có phải mà lo sợ cái trạng thái và ho thối. Đó là cái phước ba la mật của vị chánh đẳng giác có, thì luôn luôn ở trong hương thắt. Ở trong chùa Kỳ Viên có một cái hương thắt cho ngài, ông cấp có đọc xây cái phòng đó cho ngài, để mà xây cái tỉnh thắt cho ngài ở. Nhưng mà ngài vô ngài hỏi một cái là hương thơm ngào ngạt liền, cứ tự nghe kịp ha. Đó nó gọi là hương thắt. Và ngài đi đến cái chùa Đông Phương Tự của bà Quý Sa Kha, ngài ở tại nơi đó có cái phòng tỉnh thất để ngài ở nghỉ ngơi đó, thì nơi đó cũng là hương thắt. Quý tử nghe kịp à? Luôn luôn cái đó phước ba la mật của bậc chánh đẳng giác. Thì quý tử thấy đọc trong kinh á, thì ngài từ ganh tháp cu tí, từ nơi hương thắt ngài ra nơi giảng đường gọi là sala, tiếng Bali nó gọi là sala là giảng đường. Sala Bali là giảng đường và học Bali, và Bali ngữ sala người ta gọi là giảng đường. Thì khi ngài từ ở trong hương thất á, ngài đang ra đi ngang qua tới giảng đường, mỗi buổi chiều là ngài thường đi ra. Sau những giờ cơm nghỉ của ngài xong đó, ngài ăn cơm xong đó, thì ngài thuyết pháp độ cho Phật tử, chiều thì ngài giảng chư tăng. Đúng định nghe kịp ha. Thì khi ngài đi ngang qua tới sala Bali á, nơi giảng đường đó, thì thấy chư tăng ngồi bàn soạn bàn thảo như một câu chuyện gì đó, bàn thảo sôi động ở trong câu chuyện đó. Tại vì ở nơi chùa Kỳ Viên, ở nơi Đông Phương Tự, ở nơi nào mà ngài ở thì luôn luôn có chư tăng ở chung với ngài. Mà khi mà ở chư tăng ở với ngài á, là không có bao giờ nói chuyện thế sự, mà chỉ nói toàn là chuyện gọi là Phật pháp mà thôi, nói lời dạy Đức Phật. Họ sáng nghe hay là chưa nghe, trên đường họ đi thấy chuyện gì họ đem ra họ bàn luận với nhau không, chứ không nói chuyện thế sự. Thì khi mà Đức Phật ngài từ trong hương thất này ra, ngài đi ngang qua tới Sala Bali đó, ngài nói: này chư tỳ khu, các quý ngài, các quý vị đang nói gì đó? Lúc đó ngài mới dùng trí, ngài mới dùng trí. Các quý vị đang nói gì đó cho Như Lai nghe. Mà Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con đi ra đường, chúng con thấy tên đồ tể chung đá, tên đồ tể giết heo, họ chết rất thê thảm. Trước khi chết ông khóc, ông hét, ông làm không biết nghiệp gì, và họ sau khi chết chung đá đi về đâu? Đem câu chuyện đó thưa lãnh Đức Phật. Thì Đức Phật mới kể, ngài mới giảng. Lúc đó ngài vô dùng trí tuệ, ngài giải đáp liền, ngài giải đáp liền, không có chần chừ.
Nhưng mà khi mà Ngài hỏi cái câu nói đó, khi Ngài hỏi câu nói đó, này chư thị khu đang nói chuyện gì đó cho Như Lai nghe, bắt tường thì cứ từng nghe kịp không? Không phải lúc nào Ngài cũng xuyên suốt hết từ trong phương pháp ngộ nói ra, mấy ông đang nói gì biết hết, Ngài nói thao thao bất tuyệt không, không có cái đó. Cứ từng nghe kịp không? Nhớ hả? Mình phải hiểu như vậy đó thì mình nó đúng cái hành nguyện của bậc tính đẳng giác, hay là đời sống tu tập của bậc tính đẳng giác như mày được. Chứ còn mình nói mình đề cao bậc tính đẳng giác, ồ nước Phật là tuyệt vời, từ sáng tới tối, từ sống tới chết dùng trí không à, không có bỏ thôi trí, thì đó mình nói tội. Tôi nghe kịp không? Tôi nghe kịp. Còn tới khi mà Ngài đi ngủ thì có dùng trí không? Mình trả lời luôn, tới đi ngủ không dám trả lời nè. Dạ thưa không có, trời ơi, đi ngủ có dùng trí nữa. Trước khi ngủ mà sao? Vậy khỏi là câu, ngày ngày đi ngủ, trước khi đi ngủ có dùng trí nè. Tôi ngủ chỗ nào? Dạ, ngày dùng trí mệt mỏi quá hả? Cho đó mới là tôi nghe á. Trước khi đi ngủ, ngày có dùng trí không? Ngày sau khi ngày ngủ, ngay khi ngày đang ngủ, ngày dùng trí không? Dạ thưa không có. Dạ sao ngủ, ngủ rồi. Ngủ à, dùng trí. Giống như quý vị tại sao thấy sư cả một ngày sư làm việc đó phải dùng trí tính mặt pháp, câu này câu kia, pháp này câu kia, kinh điển này lắm rồi lúc nào cũng dùng trí ha. Rồi cả khi sư ngủ sư dùng trí không? Dạ cũng ngủ dùng trí luôn. Dạ đó quý vị thấy mình phải hiểu giai đoạn nó như vậy đó, hiểu không? Quý vị nghe kiểu à, tương trí là khi có dùng trí, người bắt tương trí là khi đó không có dùng trí. Ngày ngày cũng phải có nhá, đi tắm rửa cũng không có dùng trí. Cái tôi nghe kịp không? Rồi anh chị đi ngủ không có dùng trí, đi tắm cũng dùng trí đó. À, người ta đi dùng cái gì đây? Bắt đầu quát sát. Tôi nghe kịp đẹp không? Nhưng mà do đó có một số Phật tử đó là lúc nào cũng có Đức Phật này dùng trí á, chúng nó không có hẳn. Hẳn cho nên nói như vậy, phải nói đúng cái chuyện gì Đức Phật này có. Tôi tự nghe kịp không? Vô dẫn tức là phải làm một cách mau lẹ, tâm sẽ phát sanh lên cách mau lẹ. Mà hữu dẫn á, là tâm có trạng thái chần chừ, suy nghĩ, cân nhắc rồi mới hành động, là hai cái loại tâm này. Vô dẫn, khi dù vô tự, khi mà bố thí cũng vừa, vô tự làm một cách mau lẹ thì cái loại tâm vô dẫn. Nhưng mà sau khi vô tự được nghe, được nói, vô tự ngồi suy nghĩ và tính toán và lợi hại hay gì đó, rồi tự mới làm việc bố thí, xả thí cho ra, thì ra tâm là tâm hướng dẫn. Hữu dẫn, nghe kêu. Thì Đức Phật Ngài cũng như vậy, Đức Phật Ngài cũng vậy. Vào hạ thứ bảy, vào hạ thứ bảy, nhưng chúng ta được biết đó, là Đức Phật Ngài có 45 năm hạ, bao nặng 45 năm Ngài tu tập ở. Đối với một vật A-la-hán, sư thấy nhẹ nhàng thanh tịnh đó. Sư đọc kinh xuyên suốt, sư thấy tâm A-la-hán như vậy đó. Không có phải dùng cái tâm vô vàng dẫn, không có phải dùng tâm hữu dẫn, đúng việc, đúng pháp, họ hiểu, họ biết, họ xà theo hoàn cảnh, theo thức nghi của chương trình. Mấy tôi nghe kẹp ha, chứ không phải lúc nào cũng hữu dẫn hết á, gặp đâu có pháp đó, không phải. Mấy tôi nghe kẹp ha, mới gặp ai, mà gặp ai nó pháp lắm. Ngồi xin nghĩ đắn đo coi, hôm nay pháp thoại này ta nói gì đây, mà cũng xài tâm hữu dẫn à. Thì có cái người vô mất pháp rồi đi liền hết á, xài tâm hữu dẫn, khó có lắm. Thì tự nghe kẹp ha, cái trường hợp đó là cái người mà vô mà gặp đâu nói pháp đó là con người khó có lắm. Cái tên nghe kẹp phải ngồi suy nghĩ con pháp này phải nói gì đây. Nguyễn Đăng đây là tâm hữu, hữu dẫn, thấy chưa? Ngoài ngày cũng xài tâm hỷ và tâm xả. Nguyễn Tấn nghe kẹp ha, nhưng mà cái hỷ của ngài là khó hiển lộ, xả của ngài thì thấy rõ ràng. Nguyễn Tấn nghe kẹp không? Đối với một bậc chánh đẳng giác á, không có khi nào mà hiện bài một cái trạng thái hỷ thọ rõ ràng lắm. Khi nào mà Ngài vui đó, thì Ngài mở một nụ cười, mà nỗi nụ cười của Ngài đó là có ý nghĩa pháp ở trong đó nữa, chứ không phải là mở nụ cười đơn thuần đâu, phải không? Mà đối với Ngài thì nụ cười của Ngài là hiếm có, hiếm hoi mới có được hiện thể hiện bài. Còn phần lớn đó, Ngài chỉ là xả mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Ở đây quý tử sẽ dùng hỷ và xả. Sư thì dùng hỷ nhiều hơn xả, biết tương tự đây xã hay hỷ sư không biết nữa. Nên tại vì mùa này dị ứng thường hay có xã hỷ đủ thứ hết, do đó thì sư không biết quý tử thần loại cái nào nên thì sư toàn là hỷ không, quý tử nghe không? Do đó thì đối với Đức Phật Ngài thì thường thường hiện bài là xã hơn là hỷ. Tôi nghe kẹp ha,
Nghe chưa? Rồi. Khi mà đi vào trong đời sống hàng ngày thì đời sống của các ngài cũng như vậy đó. Còn đối với Đức Phật ngài, đối với Đức Phật ngài, đối với các vị A-la-hán ngài, hay nói chung là ba bậc này đều cũng đi vào con đường hành thập phúc hành tâm. Thập phúc hành tâm dẫn đi vào con đường đó. Quý Phật tử nghe kịp không? Và ngài, các ngài cũng đi vào con đường thập thiện, thẳng lặng vẫn làm điều này. Quý Phật tử đừng có hiểu sai lầm, đối với chúng ta mới làm thập phúc hành tâm, đối với chúng ta mới làm việc thập thiện, và các vị A-la-hán hay là các bậc chánh đẳng chánh giác và thầy của chư thiên và nhân loại không có làm cái này, không có. Quý tử đừng có nghĩ đó. Quý tử nghe kịp ha. Đối với Đức Phật ngài vẫn thể hiện một cái gương mẫu của một vị nói pháp và hành theo pháp, nói liền làm điều, ngài làm điều đó. Thập phúc hành tâm, xin đơn cử cái vấn đề mà xả thí, Đức Phật ngài có làm không? Ngài xả thí ngài có, nhưng mà xả thí của ta đây, xả thí ta tạo phước. Quý tử nghe kịp không? Xả thí của ta tạo phước, ngài xả thí chứ ba lần. Quý tử nghe kịp không? Ngài không xả thí gì phước. Quý tử nghe kịp không? Ngài xả thí không gì phước, mà ngài xả thí gì ba lần mà ngài xả thí. Đối với cái hạnh nguyện một bậc chánh đẳng giác, và khi đã thành tựu bậc chánh đẳng giác rồi đó, một cuộc đời của ngài là gì? Cho ra và không đón nhận lại. Quý tử nghe kịp không? Cho ra và không đón nhận lại, đó là hành nguyện bậc là ba lần mặt. Quý tử nghe kẹp à? Còn cứ quý muốn đối với chúng ta như sư và quý tử cho ra phải đón nhận lại. Chẳng hạn quý tử cho ra về tịnh tài, hay là cho ra tài sản, hay quý tử cho ra Phật pháp, lời quý tử nói ra, quý tử đón nhận là gì? Cái phước. Quý tử phải đón nhận cái phước. Quý tử không cần phải đón nhận lời khen hay là tán thán hay sự ca ngợi của một chúng sanh khác, hay là quý tử thi ân bắt cầu báo, phải không nào? Nhưng mà hoàn bất khả nhân, quý tử hiểu. Nhưng mà khi quý tử làm cái đó, quý tử đang mong cầu gì? Phải đón nhận gì? Cái phước. Quý tử bằng đón nhận cái phước. Quý tử nghe kìa mà. Mà khi mà đón nhận cái phước đó đó, thì quý tử vẫn còn có cái trạng thái đón nhận lại gì? Cái kết quả. Đón nhận là cái hậu quả, hay là một cái quả báo trở lại cho quý tử. Đối với ngài xả thí cho ra thì ba la mật, và sau khi ngài làm xong thì ngài ra đi, không phải ở lại đón nhận cái quả phước đó. Thì tự nghe kẹp ha, khác với nhau như vậy đó. Như vậy thì khi mà giữa cái trạng thái xả thí này, khi mà giữa cái trạng thái xả thí này, ngài giúp chúng ta khác nhau từ những cái tác ý, khác nhau từ những cái tác ý. Thì tự nghe kẹp không? Tác ý tạo tác hành động, từ nó ý ra lời và thân. Do đó chúng ta phải biết tác ý, từ nó cái tác ý đó, hai bên nó khác nhau. Quý Phật tử sẽ cũng có một ngày nào đó quý tử muốn đi tới con đường mà đi theo Đức Phật đó, thì tự phải thấy tác ý của mình đó, làm đây không cầu gì phước, mà làm đây phải nghĩ tới ba la mật, mình phải muốn giải thoát. Lúc đó quý tử bắt đầu đi tới cái hướng đó đi, quý tử mới đi tới cái hướng đó đi. Còn mà chúng ta còn nho nhỏ đích thôi, một chút xíu nhỏ nào trong đâu, trong một cái ánh mắt của chúng ta hay là trong tư tưởng ta còn nghĩ tới cái phước đó, thì lúc đó chúng ta cũng đón nhận cái phước lại, quả thật không sai chặt. Nhưng mà chúng ta sẽ có cái quả phước này khi chúng ta còn có hiện hữu trong đời này để mà đón nhận phước này, chúng ta còn không có sự tái sinh. Chứ tự nghe kịp ha. Còn đối với các vị kinh này, ba la mật này, họ chỉ muốn ra đi, do đó họ làm với cái cầu mong là gì? Chấm dứt phiền não, khổ đau, sự tái tục trở lại con người của họ đang có. Do đó cái tác ý của họ hoàn toàn khác với ta. Chứ tự nghe kịp ha. Chứ tự nghe kịp ha. Cái đó, với đây, cái ý nghĩa đó chúng ta sẽ thấy từ là cái tác ý. Vậy thì khi mà chúng ta muốn tìm cái con đường mà các cái được tâm di tác này á, thì cái tác ý chúng ta chỉ nghĩ để làm, nhưng mà không cầu đừng có, thì chúng ta sẽ ra được cái tác ý của một tâm di tác. Như tự nghĩ kịp ha. Nghĩ để làm, nhưng không mong cầu để mà có, thì họ sẽ làm được cái tác ý của một tâm di tác. Còn như ta làm một chút xíu, một gợn lên một chút nhỏ nhỏ thôi, thì cái tác ý của ta, khi ta đang làm thành phố hành tâm, thì chúng ta có một chút xíu nhỏ đó, có một cái loại phương pháp đó là trong đời được đón nhận, được quyền tự tái sanh, thì chúng ta có một sự tái sanh. Chúng ta phải nhớ như vậy đó. Giữa hai cái đó nó khác nhau. Rồi, như dạng thái cái ngày cho với cái ba lần. Chúng ta nghe kiểu không? Ngày thường thường ngày cho cái gì? Ngày cho pháp bảo. Phải không nào? Ngày thường thường ngày cho cái pháp bảo, ngày cho những lời dạy,
những ngày cúi công ngài đi tìm kiếm thì ngài có thì cho những lời pháp bảo của ngài thù thắng. Nên Đức Phật ngài nói pháp thế thù thắng hơn tất cả mọi thế, chúng ta được nghe rồi. Như vậy thì khi ngài cho như vậy đó, ngoài ra ngài còn cho cái gì nữa không? Ngài cho hết tất cả, ngài cho hết tất cả. Trong bữa cơm ăn của ngài, ngài vẫn còn cho những bữa cơm tàn thật của ngài, ngài cũng vẫn cho những vị tỳ khu mà đến trễ mà họ có tàn thật đó, ngài lấy cái tàn thật ngài chia ngài cho. Đương nhiên cái việc tàn thật của ngài không phải mà bày nhầy như chúng ta cho với cái trạng thái mà mình ăn xong rồi mình cho người ta ăn cái đồ rơi rớt lại. Đối với ngài là đồ nguyên vẹn, ngài cho một cách rất là trong sạch. Như vậy thì ngài vẫn có cho, ngài vẫn cho cái tàn thật đó. Quý tự thấy đối với Đức Phật ngài cũng phải cho tàn thật. Y áo của ngài, ngài cũng vẫn cho. Nhưng khi bà vì mẫu có tâm ý cúng dường cái y cho ngài, ngài đâu có đón nhận. Vị trí mà ngài được đón nhận tại vì tác ý của bà Gautama tâm ý làm đến cái áo này là để cho Đức Phật. Nhưng mà ngài nên nói này, nên cho những vị tỳ khu họ chưa có đủ y áo vì mẫu nên làm điều đó. Chứ nếu mà ngài nhận đó thì đâu có phải là ngài nhận cái giải pháp của ngài được có. Nhưng ngài cho thì tác ý đó ngài đã cho vị Gautama tâm ý nên làm đó. Cho nên ngài vẫn cho cái y áo. Cái thứ hai nữa đó, quý tự thấy ngài cũng vẫn cho cái chú sứ của ngài. Ngài không có ở trong cái chú sứ của ngài. Có những thời gian mà ngài không có một vụ mà độ chúng sanh đó, ngài về hang núi rừng, ở trong núi rừng, ở trong hang động để ngài mà tu. Chứ ngài không phải là khư khư ở trong thành phố, ở ngay chùa Cần Tiên hay Đông Phương Tự để ngài được sự cúng dường ở tại đó để mà hưởng phước báo duyên tự của một vị tánh đẳng kiến giác của ngài. Ngài đi cho đó đó, quý vị sẽ thấy ngài vẫn có cái xả thí. Chúng ta nghe kịp ha. Rồi qua cái phần mà xả thí đó thì quý tự thấy ngài có trì giới không? Thì giới của ngài đó không nói tới được. Giới của bậc tánh, giới của ngài bậc tánh là chánh giác. Thì tôi sẽ nói ngài cũng vẫn có cái trì giới. Cái giới của bậc thánh nói sao làm vậy và làm sao nói vậy. Một chân ngôn, một chân hạnh của một bậc giới thù thánh của bậc thánh. Do đó đó ngài vẫn có trì giới. Thì tôi nghe kịp ha. Được chưa? Rồi ngài có cái đường ngài tu tập không? Nếu ngài không có độ sanh thì ngài trở vào thiền. Nếu ngài không có độ sanh thì ngài trở vào thiền ngay tức thì. Rõ ràng như vậy đó. Chính do đó đó có nhiều khi là bậc chánh đẳng chánh giác đó, muốn đi tìm ra cái mất vị chư thiên của trời đại thích, muốn đi tìm ngài á thì phải đợi ngài xả thiền ra mới tới vấn đạo ngài được. Như trong bài kinh Sắc Cá Banh Ha của trời đại thích vấn đạo, quý vị nghe thấy cái bài kinh đó trong trường một kinh đó. Thì ngài vẫn có cái tự tu tập, cái tự nghe kìa không? Còn ngài có pháp cung kính không? Ngài có pháp cung kính không? Ngài pháp cung kính của ngài hàng đầu, ngài không có đánh mắt cái pháp cung kính của ngài. Thứ nhất á, là ngài cung kính pháp nào? Ngài cung kính truyền thống của chư Phật. Ngài phải có pháp cung kính. Phật quá khứ làm điều gì? Hôm nay ngài là Phật, ngài cũng phải có pháp cung kính đó. Ngài phải làm theo lời cái truyền thống của Phật quá khứ và hiện tại vì lai. Cái pháp cung kính thứ hai là ngài có pháp cung kính pháp bảo. Sau khi ngài chứng đắc đạo quả với cội cây tại nơi Bồ Đề Cài Giác, mà chúng ta gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, thì khởi lên một cái tâm: ta đã chứng đắc đạo quả hôm nay thành một tánh đẳng nhân giác, thì còn ai trong đời tam giới này để chúng ta, để ta có lòng để tôn kính? Thì sau khi ngài xét trong tam giới này không có một người thứ ba, người thứ hai nào để mà ngài tới ngài đảnh lễ ngài tôn kính đó, thì ngài chỉ thấy pháp bảo. Thì cái pháp cung kính ngài là gì? Là pháp bảo. Quý vị sẽ thấy ngài vẫn có cái lòng cung kính pháp bảo, là dạy một cái sự giác ngộ, sự giải thoát pháp bảo đâu đó, ngài có lòng tôn kính pháp trong sạch. Quý vị nghe kịp không? Quý vị không bao giờ quý vị đừng nghĩ rằng là ngài không có sự cung kính. Và đương nhiên cái từ cung kính này thì ngài có cái gì? Phụng thị, là phụng hành theo. Ngài theo pháp bảo, ngài thực hiện, chứ ngài không làm bỏ được. Ngài có cái phụng thị, phụng hành theo. Thì tự nghe, ngài chưa? Ngồi, ngài có cái hạnh nguyện là ngài đã thành Phật đó, ngài có thính pháp không? Ngài vẫn thính pháp. Những lúc mà Xá Lợi Phất nói pháp, ngài vẫn ngồi nghe đó. Thì tự nghe kịp không? Vì ngài tôn kính pháp, mà ngài ngồi nghe pháp. Còn người tự không tôn kính pháp, người tự không muốn ngồi nghe pháp dưới một người nào nói pháp, người tự muốn nghe, người tự bị kẹt ở chỗ đó. Người tự nghe kịp không? Đối với ngài vẫn ngồi nghe pháp. Khi Xá Lợi Phất nói pháp,
Vì ngài tôn kính pháp, ngài ngồi nghe người nói pháp, được bất trong trọng. Người ta nghe kẹp mà, rồi ngài có thuyết pháp không? Cái chuyện đó ngài đã làm suốt 45 năm của ngài. Ngài thuyết pháp cho chư thiên và nhân loại. Nơi nào có nhu cầu và có hữu duyên, ngài đi đến ngài thuyết pháp luôn luôn là kẻ có. Người ta nghe kẹp không? Ngài có các bậc tâm tùy hỷ với chúng sanh không? Ngài luôn luôn quan hỷ với chúng sanh. Ngài luôn luôn quan hỷ với chúng sanh. Chúng sanh nào được nhiều an vui, an lạc, ngài cũng quan an vui, an lạc với chúng sanh đó. Chúng sanh nào đau khổ thì ngài cũng chia sẻ cái sự đau khổ đó với chúng sanh đó. Một hôm Đức Phật ngài đi ngang qua từ canh tháp Cô Tí, suy tập lại với tỉnh ngài. Ngài từ nơi canh tháp Cô Tí ngài đi ra. Ngài đi suốt một cái đường hành lang. Nguyên một đường hành lang dài, chỗ đó nơi Chư Tăng ở. Thì khi ngài đi xuống cái đường hành lang đó, thì ngài đi ngang qua một cái phòng của Chư Tăng, thì khu đang ở đó, nghe cái mùi hôi thối kinh khủng. Cái mùi hôi thối kinh nồng nặc. Ngài dừng lại, ngài gõ cái cửa đó, ngài hỏi ai ở trong đây. Thì trong đó nó có nghe tiếng hên, và tiếng hên trong trạng thái khe khẽ của những tiếng khóc. Một vị tỳ khu đang thương bệnh đau đớn. Thì ngài gọi cửa đó, thì nó dạy thưa con là ai? Thì con là Tích Xá. Tích Xá, ngài bị lỡ hết thân người này. Ngài bị lỡ hết thân người này. Máu mũ ngài gõ khắp người ra, mà hồ thúi, mà không có ai tới. Ngài ngồi xuống, Đức Phật ngài xuống, không ai tới săn sóc cho con sao? Nên Bạch Thế Tôn không có ai cũng đứng xa, đi nghe qua hành phòng của con, nghe mùi thúi họ con không tới rồi. Chứ đừng có nói tên đó săn sóc cho con. Đức Phật nói được, để như là nếu đó ngài đi ra ngoài, ngài lấy nước, lấy khăn, ngài vô ngài lao mình cho Tích Xá. Ta gọi là Tích Xá thúi thầy, người ông ta hồi thúi lắm. Rồi đó, thì mũ máu đang tràn ra, ngài lao. Ngài lao với cái trạng thái là gì? Phục vụ. Với cái trạng thái quan hỷ, giúp cho ngài thấy nhồm, không có nhồm gớm, ghê sợ. Mũ máu hồi thúi như bao nhiêu vị tỳ khu khác đã lánh xa vị tỳ khu Tích Xá này. Ngài lao, thì các vị tỳ khu nghe như vậy đó, biết ngài tới đây đó, cùng súng nhau tới. Xin với Đức Phật để con lao thì ngài mới lấy một bài pháp ngài giảng cho chư tỳ khu tăng là phải biết thương với mọi người, phải biết thương mọi người, phải có tâm từ, có tâm bi, thương với tất cả mọi chúng sanh, vì chúng sanh nào cũng như nhau chứ không có sự phân biệt, chỉ có pháp làm cho con người hòa sống như nhau chứ không có phân biệt. Cái đó ngài có pháp tùy hỷ chia sẻ với tất cả với chúng sanh khác. Thế từ nghe kẹp phải trong đời của sư á, thì sư có thấy cái pháp tùy hỷ này rất nhiều của chư tăng, có rất nhiều của sư. Hồi đó xưa còn ở Việt Nam á, thì sư có thấy cái tấm lòng của ngài siêu Việt á, là sư thấy sư cảm kính lắm. Ngài siêu Việt thì ba mẹ của ngài mất sớm khi ngài tu ở Nam Giang. Ngài là người từ Việt mà sống ở trên Nam Giang, nhưng mà ngài có một cái tâm sự của cuộc đời của ngài đó, là ngài có người mẹ, mẹ nuôi. Sau khi mẹ ngài mất á, thì ngài sống với người mẹ nuôi. Mà người mẹ nuôi ngài á, chỉ lo cho ngài về mặt tâm linh thôi, về mặt tinh thần thôi, chứ không có lo gì cả. Lâu lâu đến với chùa cho ngài một ít vật dụng hay ngài ước tình tài để ngài sống á, có trên Nam Giang vậy đó. Thì sau đó thì khi mà người mẹ nuôi ngài thì có người chồng sống với mẹ nuôi ngài chỉ như thường, thì ngài kêu là người dưỡng thôi. Thì khi năm 1970 á, thì người Việt Nam nó không ở được Nam Giang, trên Campuchia nó mới chạy đến về Việt Nam đánh nè. Thì ngài về ở trong Sài Gòn, ngài cũng ở một ngôi chùa nha. Thì ngài rước người mẹ nuôi ngài về ở. Thì nó xảy ra một câu chuyện là cái người cha ghẻ của ngài đó, thì người mà người cha nuôi đó hả, là có cái thói quen mỗi ngày đều bắt người vợ của mình á, phải luộc hai con rùa để mà ăn. Và khi mà hai con rùa sống á, bà ông muốn ăn nó luôn luôn, phải làm cho ông ăn á, thì bà phải làm hai con rùa, phải đi mua con rùa xong xuôi. Thì hồi xưa ở quê á, thì bắt ra ngoài đồng bắt được, từ sau này về Sài Gòn á, thì phải đi mua luôn. Mà cứ mỗi một lần mà muốn ăn cái con rùa đó thì bà phải nấu một nước sôi thiệt là nóng lên, nước sôi nó sục lên nha, và thả con rùa sống vô, thì nó vô trong đó cái nước nóng đó nó dùng té đái cái cứ rồi nó bút ra nó chết. Bà mới lễ cái mai đó ra, bà mới lọt thịt cho bà, cho ông và ông ăn. Và bà có đến một tuổi thọ con rùa là 400 tuổi thọ, mỗi ngày giết hai con,
là 800 tuổi thọ. Rồi một suốt một chiều dài như vậy đó, thì khi mà cứ ông chết á, người đàn ông chết á, bị người chồng chết á, thì bà chạy vô chùa liền. Bà biết cái quả nó tới rồi. Bà chạy vô chùa, bà nánh ở trong chùa, bà ở với chùa của nhà sư Việt để mà cầu cứu rồi đó. Thì đến mùa mưa á, mà trời mưa tới đó, là bà bị té dung giải tiểu tiện đại tiện trong người, và bà té xuống nó mồ máu mũi trong người, bà cũng nuốt ra lỡ hết da thịt bà ra mà nước vàng không. Thì ngài sư Việt á phải cải cầm cái những cái bông băng á, ngài là một vị sư thì phải lao người của người mẹ của mình, thì phải lao, và mấy Phật tử họ mới thấy vậy đó, mà cái quý sư cũng vậy, nó thấy vậy đó, xin á thì ngài nói không để sư làm. Thì khi mỗi ngày làm, mỗi phút ngày làm như vậy đó, ngày phải đọc kinh, ngày phải cầu nguyện để cho người mẹ mình bớt tiêu cái nghiệp ác đã giết không biết bao nhiêu con rùa, để cho người chồng mình ăn cho thỏa mãn cái khẩu vị của vị đó. Mà liên tục như đó, suốt 3 tháng ăn cư đó, thì đó là bà bị trổ sành. Cho tới cái mùa đông á, thì tới mùa lạnh á, thì bà mới hết dần dần. Còn không mũ máu vào, nước vàng nó chảy ra khắp toàn thân. Mặc áo vô là dính áo liền. Và lột ra cởi ra, thì tới mức cuối cùng là bà không có mặc quần áo gì được, phải lấy khăn chùm thôi, thì lao khăn xong rồi chùm lại. Thì lúc đó đó ngài phải đọc kinh cầu nguyện dữ lắm. Và cuối cùng đó, khi mà người mẹ nuôi của ngài chết đó, co hút người lại, co hút hai chân hai tay hút lại mà chết, phải tụng kinh rồi bóp anh khôi rồi thoa bóp rồi kéo gần có và giãn ra này mới bỏ được trong quan tài, chứ không bỏ gì được. Ví dụ tự sẽ thấy có những người họ sống trong đời này đó, họ không có thương chúng sanh khác, họ chỉ thương cho chính cá nhân của họ đó, họ không có tùy hiểm chúng sanh khác, họ chỉ thỏa mãn những gì họ muốn có, rồi trong khi đó họ gây ảnh hưởng cho những người khác và tác hại cho người khác và chịu ảnh hưởng đó. Lúc đó đó họ mới thấy cái nghiệp báo họ chỗ sanh ra đó, họ trả đó thì cũng đã muộn rồi. Do đó người tự phải có cái sự tùy hỷ. Vì vậy có cái tùy hỷ, sự quan hệ với chúng sanh khác, thì từ tiện quan hệ chúng sanh khác, tưởng có cái tình thương chia sẻ chúng sanh khác và chúng sự có thể mà độ được chúng sanh khác được, chứ còn không cách nào được hết á. Chúng sanh sống trong nghiệp và phiền não, quả báo chỗ sanh người tuổi khổ chấm, không có cái nào ngừng được, chứ từng phải biết. Do đó đó, đối với Đức Phật ngài, ngài có lòng tùy hỷ quan hệ, ngài hỷ xả hết tất cả chúng sanh, dù rằng cái người đó xấu với ngài hay làm những điều gì không lợi cho ngài, ngài cũng vẫn có lòng tùy hỷ với chúng sanh đó. Nên đó, Đề Bà Đạt Đa có nói với hai vị tỳ khu đệ tử của mình cuối cùng, cuối đời của Đề Bà Đạt Đa, nói với Đức Thế Tôn thương ta cũng như thương La Hầu La vậy đó. Chứ ngài không có phân biệt, không oán hận, không oán thù với ta, khi ta làm những điều sai chặt với ngài, ngài vẫn thương ta như La Hầu La. Tâm của một vị Phật luôn luôn thương chúng sanh trong tam giới như nhau, không có khác biệt. Ta phải phải chứ tự nghe kìa, phải có cái tâm tùy hỷ. Chứ tự không có cái tâm tùy hỷ này đó, chứ tự không có cái tâm của một vị Di Tá. Chứ tự không có tâm tùy hỷ, chứ tự không có tâm Di Tá. Tâm của tự sẽ chấp thủ và giữ lấy cái tâm đó, hạn chế con đường giải thoát. Chứ tự nghe kìa, tâm Di Tá là phải có cái hạnh tùy hỷ. Quý vị tự hiểu ha. Cái đó, đối với Đức Phật ngài, ngài có cái sự tùy hỷ. Phải chưa? Rồi, nữa thì ngài có hồi hướng không? Ngài có hồi hướng không? Ngài có. Ngài chia phước cho chúng sanh. Ngài chia phước chúng sanh. Ngài ban bố, ngài chia chúng sanh. Mà cái phước của ngài cho là phước gì? Phước vô lậu. Phước của ngài cho gì? Sự giải thoát. Hồi hướng, ngài chia phước tất cả mọi chúng sanh. Do đó, quý vị tự sẽ thấy không có thể nào mà chúng ta không có cái hành đó. Mà cái hành hồi hướng mà chia phước cho chúng sanh đó, là hành hồi hướng của bậc Phật đó, hay chư Phật quá khứ đầy lai, là hành của tâm Di Tá. Khi ta làm một việc thiện, ta có quả phước. Việc thiện ta có quả phước. Quả phước đó chúng ta dùng để làm chi? Trước là cho mình, thay cho người thân và quyến thuộc. Sau nữa là cho chúng sanh khắp mọi nơi, và giới bốn loại. Do đó, chúng ta phải có một số Phật tử nói cho chia phước, nó hết phước nó còn rồi sư ơi. Không chút xíu, chia chia nó hết. Thì tôi nghe cái hợp tâm, họ đó ra được cái phước nó có chút xíu thôi.
Tôi sẽ tưởng tượng họ, phước của họ như hạt mè vậy đó. Tôi đừng nghe kịp không? Mà tôi không có thể tưởng tượng là phước đông đo đếm được như thế nào. Mà họ nó có phước còn có chút xíu, một chút gì đó. Tôi đừng nghe kịp không? Vậy đó là họ có khả năng họ tìm được chút xíu cái phước của họ đang có nữa. Tại vì sao? Phước không chút xíu, nhưng mà tâm họ đang chút xíu. Người ta nghe kịp không? Phước không có chút xíu, nhưng tâm họ đang chút xíu. Người ta nghe kịp không? Cho đó nó là như vậy thôi. Người đó Đức Phật ngàn có, ngày có. Ngày ngày có chân chi chiếu kiến không? Ngài luôn luôn là dùng trí tuệ. Cho đó đó, cái chi kiến của Ngài là gì? Chánh kiến. Ngài luôn luôn có chánh kiến. Người ta nghe kịp không? Chúng tự khốn phải vậy, chúng tự không thể nào góp trong cái tà kiến được. Vậy đó đó, trong đường mà chúng tự muốn được cái tâm duy tác, con đường mà chúng tự muốn trở thành một bậc giác ngộ và giải thoát, không còn dính trong tâm giới này đó, là chúng tự phải có chánh kiến. Và chánh kiến này là con đường dẫn đến tự tới tâm duy tác. Khi chúng tự thấy đúng rồi đó, chúng tự không có kiến chấp cũ, sai lầm và chấp giữ lấy của tôi ta và gì đó. Cái đó đó quý tử phải có. Và đối với Phật là Ngài là như vậy đó. Không khi mà không phải gì do cái kiến chấp mà để mà Ngài thành Phật, do Ngài buông bỏ cái kiến chấp đó, Ngài phải có cái chánh kiến mà Ngài có con đường của bậc tâm di ta. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nói một kiến thức của mình có tôi ta tại nơi đó, quý tử không có chân kỳ chứ kiến. Quý tử nói một lời nói, quý tử trong suy nghĩ quý tử nói ra đó, ẩn chứa trong đó cái sự tán dương ca ngợi nhằm cho chính mình để chê của người, thì tôi không có trần trì chữ kiến. Thì tôi nghe kìa Phật, mình phải có một cái trạng thái là gì? Chánh kiến là pháp chứ không phải chánh kiến của tội tạng. Thì tôi nghe kìa Phật, chánh kiến ở nơi pháp chứ không phải chánh kiến ở nơi kiến thức của tội tạng là có, chúng ta mới có trần trì chữ kiến. Cái đó mới gọi là chánh kiến. Cho dù tôi không có gớt trong đoạn kiến, thì tôi không gớt trong tà kiến của đoàn hay là thường kiến, nhưng mà quý tử viết trong cái thân kiến, quý tử cũng không có chân trì chữ kiến. Quý tử phải nhớ như này đó. Quý tử nghe hả? Trong cái chân trì chữ kiến này là cho chúng ta sẽ thấy là chỉ là duy tác, chỉ thấy trong cái hiểu biết để mà hành động dùng như pháp, nhưng mà có hành động bỏ trong một cái thiện kiến của mình mà giữ lấy và muốn bối lên hành động của mình. Quý tử nghe kịp hả? Cho đó nó mới có ý nghĩa của cái trầm trì chứng kiến của một tâm duy tâm gì ta. Người tự nghe kịp mà còn khi mà có cái trầm trì chứng kiến đó, thì ý kiến của tự đó, cái ý nghĩa của tự đó là pháp, là nói của tự không vì của mình mà vì pháp. Thân của tự làm là hành động không vì cho mình mà vì cho pháp. Người tự đang sống vì mình đó, cái trầm trì chứng kiến thì mới ra được cái tâm gì ta. Tự nghe kịp. Do đó nó đối với các vị ngài, Ngài đối với một vị Phật, Ngài có những thập phúc hành tâm không? Ngài làm liên tục. Từ khi con đường Ngài tu tập hai ma tăng kỳ cho tới Ngài thành Phật đó, Ngài cũng vẫn còn làm liên tục và không ngừng. Cho tới khi Ngài chết, Ngài vô di ly nhất bàn, ở cường Kusinara, Ngài cũng lại làm được. Thế tự sẽ thấy đó. Phải chưa nè? Phải chưa? Rồi, trở lại cái phút giây cuối cùng của Ngài thì Ngài gặp Suphatta. Suphatta, một du sĩ ngoại đạo, tìm Phật pháp, tìm chân lý. Lúc đây, bây giờ, ông du sĩ ngoại đạo này đi tới gặp Đức Phật tại Kusinara, mà gặp nơi đó Đại Đức Ananda cản ngăn. Ananda nói, Suphatta không nên gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mệt lắm, trong người Ngài không khỏe, thì Ngài cần phải nghỉ ngơi. Suphatta nói, khẩn khoản, xin cho được gặp Đức Thế Tôn. Suphatta năn nỉ với Ananda. Năn nỉ Ananda, quý tử đọc trong cái đoạn văn đó, quý tử thấy đoạn văn đó nói là Suphatta phải năn nỉ Ananda, và Ananda từ chối và cản ngăn với không có trần trì ý kiến. Quý tử nghe kịp không? Có ý kiến của Ananda và nghĩ rằng bảo vệ Đức Phật cái đó là thù thắng, nhưng mà Đức Phật nói Suphatta cho vào Ananda, hãy để Suphatta vào Như Lai. Quý tử nghe kịp không? Ngài không có một cái thắng, Ngài không có một cái lời, và Ngài không có một cái ý của riêng chính Ngài. Quý tử nghe kịp không? Lúc bây giờ, Ngài chỉ có hiện bài là pháp nên độ cho Suphatta, người đệ tử cuối cùng được đắc đạo quả.
Thì tự nghe kịp anh. Do đó đó, có những lúc các quý tử sẽ thấy, tại nơi đây, quý tử rớt qua trong trạng thái trần trì chứ kiến, hay là quý tử đang trong trạng thái gì? Kiến chấp, ý kiến của mình đúng, không sao. Quý tử nghe kịp không? Sư Vật Đá được Đức Phật hành độ. Lúc bây giờ, người đệ tử cuối cùng đắc quả là ai? Quý tử nghe kịp. Nếu có năng lực nào mà nhà làm được cái này, làm cho Sư Vật Đá được, đắc quả là ai? Năng lực của một bậc A là hát ba la mật của ngài cho Suvatta. Quý tử nghe hả? Quý tử hãy thấy có hai cái trường hợp độ chúng sanh. Xin trình bày quý tử tại nơi cái tầm vị tác này. Có hai trường hợp độ chúng sanh. Có những người họ đến độ một đạo tràng hay một nguồn chúng nào đó với cái tâm trạng là gì? Họ muốn có con người của họ tạo cái pháp. Mà cũng có một người là đến với cái đạo tràng, họ tới, họ chuyển phương tiến, chuyển bài với một ánh pháp, ánh sáng của Phật Pháp, họ nói ra những lời Phật Pháp, của chính có Phật Pháp họ đang có, họ đang buông ra những lời của Phật Pháp. Thì như đó đó, họ sẽ có được cái sự độ, và không độ được. Thế tôi nghe kẹp ha, có những người mà họ đến với, mà họ không thuần túy thuần thục trong cái thập phúc hành tâm này, và họ không làm với cái trạng thái tìm cầu cái ba la mật họ đang hành động, để mà có. Mà họ làm với trạng thái tìm phước để mà họ có được hưởng trong cái phước này đó, thì chắc chắn trong khi họ độ, họ chỉ độ ở trong vị trí hữu duyên và họ hạn chế và không có đưa đến trạng thái hoàn hảo. Còn họ đến trong trạng thái thì ba lần và họ không có một cái trạng thái của họ chính họ, thì lúc bây giờ cái tâm độ của họ tâm một vị duy tác, thì lúc đó họ sẽ độ được, vì cái ba lần mà họ có họ chia sẻ với bên kia họ kia mới bấm được. Còn ngoài ra tất cả thì đứng dừng lại. Cái người thầy nhớ điều đó. Người cha độ người con, người cha muốn nói người con nghe, thì người con phải được nghe với ý kiến của người cha và kiến thức của người cha. Chứ nếu như người cha nói với một cái kiến thức của một cái thế gian này mà người con đang tâm cầu, thì người con sẽ nghe cái đó hơn là ý kiến của người cha. Thì tự nghe kịp mà. Người Phật tử đi tìm cầu cái ánh sáng Phật Pháp, mà nếu chúng ta nói thì cái kiến thức của mình đang có trong hiểu biết của Phật Pháp, mà mình không có nói được thuần túy Phật Pháp hiện hữu trong cái lực độ họ đặt Phật Pháp có, thì lúc bây giờ cái tự độ một Phật tử đó hay một người mà đi tìm cầu Phật Pháp đó đó trong cái sự hữu hạn và không đạt đến được cái trạng thái độ được một chúng sanh hoàn hảo. Quý sư thầy bị chứng lại. Cho đó đó, ở trong hai góc độ này, giữa hai góc độ này, ta tìm ra được cái chân lý, tìm ra được cái hướng đi của ta. Thì khi nào quý tử muốn có cái tâm duy tác này, thì tử phải có một cái chân trì chứng kiến, thấy pháp, chứ đừng thấy tôi, trọng kiến chấp, để mình nói rằng ta đang làm việc thiện, kiềm cái phước, phước có cho tôi, thì lúc đó quý tử không đòi được chúng sanh đạo. Quý tử nghe kịp hả? Ngồi chiên. Còn trong cái con đường mình đi, con đường mình đi, xin mình nói cho tự nghe, khi quý tử đang đi trên con đường mà hành thiện mà mình đang tu, quý tử nghe kịp ha, trên con đường mình đi, quý tử nghĩ quý tử đang làm việc thiện, quý tử đang nghĩ quý tử đang làm việc thiện, mà quý tử đang làm việc thiện đó thì quả thật quý tử có quả phước. Mỗi phút giây nào quý tử làm trong thập phương hành tâm hết, sẽ biết quý tử đang làm. Nhưng mà quý tử làm trong việc thiện mà có quả phước đó đó, thì lúc bây giờ quý tử đang làm một cái nhân thiện để có quả phước báo. Còn khi mà tử làm nhớ cái việc mà quý tử thấy pháp phải làm và pháp đó đang thực hiện và cần phải làm, quý tử đang làm gì đó là cái ba la mật quý tử đang bồi đắp, chứ không phải quý tử đang làm một việc thiện để có phước. Còn cái việc thiện đó, cái việc mà quý tử đang làm đó, đó là một việc thiện, quả phước báo tất nhiên là không có, nhưng mà cái ba la mật nó dung lên và nó đầy và không cần phải quý tử bồi đắp ba lần. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Cái gì nói lại quên rồi, khi mình hỏi lại không quên thì nên khó vậy đó. Quý tử nghe kịp ha? Đói nhưng mà vậy đó, có những người họ nói chứ hôm nay tôi phải hành ba lần mặt. Khi mà có bị một người mà họ nói cái câu đó đó, quý tử nghe, bữa nay tôi phải hành ba la mật, họ đang làm việc thiện có tạo phước chứ không phải là ba la mật.
Thầy thấy nghe kẹp à? Thầy thấy nghe kẹp không? Ba la mật là thấy pháp làm và không nói. Thấy pháp mà làm mà không nói. Còn cái tôi nói tôi hành ba la mật, tôi đang làm một việc thiện tạo quả phước. Trước mắt là tôi đang làm việc thiện tu tập phước ba la mật. Thầy thấy nghe kẹp ha? Do đó hai cái nó khác với nhau. Quý tử đi tìm để mà bồi đắp ba la mật, quý tử phải làm với cái trạng thái mà quý tử đang làm với cái đường đó, hành nguyện đó quý tử làm. Chứ không phải quý tử đang làm để mà chúng ta đang bồi đắp ba la mật, tôi đang làm việc thiện, đang tạo quả phước. Phước đó cho ba la mật. Quý tử phải đi vòng trở lại, quý tử mới làm được cái ba la mật lên này. Khi mà quý tử thấy được cái đó, quý tử không có còn làm cái đời đi việc thiện để mà cả phước. Chứ chỉ nắm về việc cái ba la mật của tôi làm. Việc làm đó nó muôn tràn và cứ tôi làm không kịp, ba la mật nó dung đầy là lúc đó tôi đã đầy đủ. Còn cái tôi đang dừng lại mà ngó thì tôi đang làm việc thiện tạo phước để bồi đắp cho phước ba la mật của tôi ngày bị lại. Nhớ hả? Chứ nói hiểu không? Nói hiểu không? Hiểu không? Dạ. Chứ còn không á là cái tôi đang đi trong con đường làm việc thiện chưa có ba la mật. Ba la mật là phải làm. Nên tự nhớ ha, xin nói cho tự nghe ha. Tâm di tác. Tâm di xin nghe. Sư cũng muốn xin hỏi đại sư là nếu mà mình làm mình nói lên con tôi làm gì ba la mật như đại sư nói như vậy là mình không có được cái phước ba la mật nữa là mình nói ra. Phải không ạ? Dạ đúng. Lúc mà mình làm, mình nhìn thấy mình không làm, mình không có nghĩ tới là mình làm gì. Dạ. Sư muốn nói một câu thí dụ ha. Quý tử chưa rõ nên mới gặp câu hỏi đó. Sư nói một câu thí dụ ha. Cái người bác sĩ đó, quý tử biết người bác sĩ không? Giờ gặp ông Hí đây nha. Rồi sư phải nói thêm là bác sĩ y khoa, quý tử biết không? Bác sĩ y khoa là cái người là chữa bệnh người ta, quý tử. Đây nè. Rồi, những người bác sĩ y khoa đó thấy bệnh nhân chữa bệnh hay là quý vị mọi người bác sĩ y khoa thấy bệnh nhân nói tôi đang hành nghề bác sĩ, tôi chữa bệnh. Giữa cái đó giống nhau hay khác nhau? Khác nhau. Hiểu không? Thấy bệnh nhân sang áo là chữa bệnh. Và tự nhiên cái nghề bác sĩ đó dày lên và cái kinh nghiệm bác sĩ đó, cái đức độ của bác sĩ đó nó dung đầy lên mà nó đầy một cách rất là hoàn hảo. Còn tôi sanh tay áo lên, tôi đang làm nghề bác sĩ nha, bệnh nhân đâu nằm đây tôi chữa bệnh đó, thì lúc đó đang làm gì? Tạo cái nghề bác sĩ lên, chưa có nghề bác sĩ. Nghe. À, con đưa một thí dụ thí dụ nữa. Trên con đường con nghĩ con đến cái nhà người bạn. Dạ rồi, xin nghe. Con nghĩ con đi đến nhà người bạn để con giúp cái người đó vì người ta cần tiền. Nhưng mà trên con đường đi giữa đường con gặp một cái trường hợp khác. Nó ngoài ý muốn. Phát sanh lên. Nó phát sanh lên mà con giúp. Thí dụ con gặp một cái đứa nhỏ đó nó nghèo đói mà con giúp nó thì có cái đó là con tạo ba la mật. Còn con đi đến cái nhà người bạn để con giúp cái người bạn là con có chủ yếu thì cái bồi, đó là tạo phước đang bồi đắp ba la mật trong chương trình thiện tạo phước. Vâng, con hiểu. Hiểu chưa? Câu sanh nghiệp. Câu sanh nghiệp. Hiểu chưa? Quý tử nghe kẹp á. Đó. Đừng có hiểu lầm, đừng có mắc cơ hội ba la mật mình thì chúng ta đang có thể thực hiện được. Thì quý tử không có cái tâm trí trước kia. Quý tử chưa khai thác cái tùy hiểu mình đang có. Quý tử không có cái trạng thái mà gọi là thực hiện cái pháp lời mà dạy Đức Phật. Tính pháp, chính pháp, tính tỉnh mình không có. Quý tử đang làm cái việc thiện tạo phước. Hiểu chưa? Dạ xin nghe. Thưa sư, có một người bác sĩ. Dạ bác sĩ nữa hả? Dạ. Lẽ là phải chuyến đi xa. Dạ. Dạ, chuyến đi xa. Dạ. Miếng điện hả? Đi miếng điện. Đi miếng điện nha. Lúc
trên chuyến đi xa mà đi trên đường nên gặp một cái tai nạn của một người Việt Nam lớn tuổi đi xe đạp bị té ở giữa đường. Thì trong lúc đó cũng có những chiếc xe của những người Mỹ, họ ngừng lại nhưng họ cũng có giúp đỡ. Nhưng người bác sĩ đó họ đi với gia đình, họ trên chuyến đi xa mà họ cũng ngừng lại, họ coi về tình trạng xe là thế nào, thì họ thấy rằng những người đã bị té bị chấn thương, bị chấn thương, thế họ mới chữa tạm. Rồi họ mới kêu kêu ambulance. Và họ thông báo, họ kêu ambulance trước rồi họ mới hỏi địa chỉ để thông báo cho gia đình. Nhưng mà cái ông đó, nạn nhân đó thì họ rất là bực mình, họ nói là họ đi tập thể dục như vậy là ngoài ý muốn của con của họ. Mà bây giờ xảy ra như vậy, nếu mà trường hợp cho con của họ biết thì ông cũng sẽ bị sau này không còn đi tập được nữa. Con cấm không cho đi nữa. Và cái và bác sĩ này chị và con cùng một cái bác sĩ này ở đây nó lật phải trên đó chị sẽ thì sao bác sĩ không giúp nữa sao bác sĩ không giúp nữa không đái không chi nữa cái tự nghe kìa không nó xin nói cái đó là cái đùa thôi, việc mình làm phải làm, việc mình làm phải làm, còn cái quan trái của người là chuyện của người muốn còn chứ không phải mình muốn còn. Cái tự nghe kẹp không, đó là cái tự đang làm và quý tử không nghĩ to trong đó, trong việc quý tử đang làm. Còn quý tử làm mà có nghĩ to trong đó đó thì quý tử đang làm việc thiện có phước, chứ không phải quý tử đang làm với cái việc đang làm phải làm. Quý tử làm với trạng thái đáng làm và không đạt, không không có nghĩ có tôi trong những quý tử đang làm đó, là quý tử đâu có muốn có kết quả. Quý tử không có muốn kết quả đó để trở lại quý tử được hưởng. Quý tử làm với cái trạng thái đúng phải làm và việc đó phải làm và việc nó phải đáng làm và làm xong thì mình đã đi nữa mà. Vì đó mình phải làm. Còn ở lại ta cột thì cái cột của họ. Ta muốn chối là chối của họ. Thì giữ cái tâm của họ chứ không phải của mình. Quý tử cũng phải ra đi. Cái đó là cái gì đó mình phải làm. Ba lần mà. Quý tử nghe kịp ha. Phải chưa? Rồi ha. Cho đó đó. Chứ muốn trở lại cái đời sống của một vị A-la-hán. Với một đời sống của một bậc tâm duy tác họ đã có, thì họ có đi qua con đường thập phúc hành tâm không? Sâu xa, sâu sắc, chính xác và rõ ràng, và họ đang sống với từng hơi thở của từng mỗi sắc na, từng tâm thức của họ luôn luôn gắn bó thập phúc hành tâm. Chúng ta khi có khi không, khi ta có cái chập chờn, khi khó không có, cái tự nghe kịp không? Vì khi chúng ta không có cái trạng thái dứt khoát của chúng ta đang có là vì sao? Còn có tôi ta trong đó. Còn đối với các ngài A-la-hán, đối với các ngài là duy tác, là ngài chỉ có và có cho ra, chứ ngài không có để giữ lại cho chính ngài. Do đó đó, tâm duy tác đó, thập phương tâm luôn luôn có trong từng mỗi sắc na tâm, và chính cái đó là sự sống của chính các ngài. Cái tôi nghe kẹp ha. Chính do đó đó, người tôi sẽ thấy là đối với các ngài thập phương tâm không gọi xa. Vậy vì thì khi mà chúng ta muốn đi được như một vị ngài thì chúng ta đừng có chập chờn vừa có vừa không trong thập phúc hành tâm, để chúng ta sẽ có được tới là gì? Tâm gì ta? Quý tự nghe kịp ạ. Còn nếu quý tự đang làm với trạng thái từng một phút giây, từng mỗi cái biết và từng mỗi cái hành động mà người ta làm trong thập phúc hành tâm này đó, quý tự đang làm một trong những thập thiện này đó, là chúng ta làm những trạng thái có thiện và cái khi có bất thiện. Khi nào quý tự làm trong cái thiện mà quý tử có nghĩ tới một cái vụ lợi chính mình đây đó đó, thì chuyện thiện quý tử đang làm đó là một bất thiện cho chính mình. Đặc biệt hai, quý tử sẽ thấy cái quả thiện nó đến nó có trọn vẹn, mà trong cái đó cái bất thiện nó đó cái gì nó chỗ sanh ra, chúng ta gặp cái gì? Mắc vào miệng. Quý tử nghe kèm không? Cái đó đó, đối với các vị này là ngàn làm á, là dưới trạng thái duy ta, còn ta làm với cái thiện, và cái thiện của ta đó trong cái tâm đó chúng ta không thành chánh niệm đó, thì đó nó có khi nó lật qua cái này. Hành động là thiện, tâm nghĩ suy lại là bất thiện, thì đó quả báo nó sẽ trở ra không được gọi là phúc hành tâm, mà có khi nữa là gì? Dù phước dù quả. Cái tự nghe kịp ha, lúc đó ta gọi là bắt toàn nguyện, bắt duyệt ý, không được vừa lòng làm như vậy đó. Đối với các ngài này không có một đường này, thì những các ngài không có một cái trạng thái gì cho ngài, thì cho tất cả quý Phật tử này hiểu, cho tất cả trong cho chính ngài. Chính do đó đó, những cái đời sống của các vị gọi là tâm duy tác A-la-hán là đi như vậy đó.
thì quý Phật tử muốn được như vậy đó thì tôi phải làm, không được gì lắm, tu tập, phải tu tập, quý Phật tử nghe kịp ha, mới có được. Còn trong cái thập thiện này thì chúng ta nói qua chúng ta cũng biết rằng là thì 30 tháng 40 lời và 3 giờ đi không có sai trật, không sai trật đó với nhau. Xin nghe. Rồi, ví dụ tưởng làm việc thiện quá nè, phải không nè? Ví dụ ta đang làm việc thiện, cũng không chuyện thành đi khô, có người ta tới nhắc mình thành đi khô đó, hỏi là phải học mình thành đi khô, thấy kịp không? Dạ, giờ cho người ta nghe, dạ, khi mà mình nói mà thành đi khô đó, mình đang làm nó bà la mặt rồi. Còn khi mà nói ra vậy mình chỉ nói việc thiện mà tiếng thuốc không mà cho chúng sanh hưởng ba la mặt với mình đó. Người ta nghe kịp không? Rồi, cái ứng dụng cái bài đó rồi chưa? Rồi, làm lại nè. Vậy giờ hỏi lại. Hỏi lại. Cái này là hủ dẫn hay vô dẫn? Hủ dẫn hay vô dẫn? Hủ dẫn hay vô dẫn? Thưa sư, mình không có nghĩ đến, tức là cái gì phước đó là ba la mật. Mình không biết nghĩ đến cái tôi. Còn nếu mà mình nghĩ đến cái tôi, thì ý là con muốn hỏi lúc nào mình mới hồi hướng cho chư thiên, cuối cùng ngủ trong nóng. Dạ, không ngủ trong nóng nè ha. Chư nói là làm thiện á, mình hồi hướng liền cho chư thiên, chư thiên mới ngủ liền được. Dạ, chư thiên xem mình nóng. Hay quá. Nhưng sao có biết chư thiên sẽ ăn cơm? Ăn giật thịt nóng thôi chứ đâu có thịt cơm trong đó. Con nói thì cái nó người Việt Nam rồi. Còn cái người Mỹ mà nó học trong đó chắc chưa thiên thích ăn đậu nóng. Người Mỹ nó nói là chưa thiên thích ăn đậu nóng, cho nó thích ăn cơm nóng. Thì người Mỹ ăn đậu không à. Với lại hết kiếm không? Kiếm không? Hả mấy nó, mấy tên nghe kẹp không? Không đi trễ. Không phải là người Việt Nam. Mà không ăn đậu, không phải là người Mỹ. Tôi nghe kịp ha, người đó tôi nghe kịp ha. Rồi, giờ chứ nghe chị đi, mình nói là giặt thịt nóng được chưa? Chứ hiểu chứ không, chứ không biết, biết mà tính nóng ngồi chứ nó lộn. Thì giặt thịt nóng hay là cơm nóng? Chứ thật chứ, nó sao nó cơm nữa. Vậy giờ biết muốn nói gì nóng đi. Rồi, mình muốn nói gì nóng đi. Trên đại gì đó mà lại xây rồi, bắt đầu cũng muốn nói gì nói đi. Rồi, chứ nghe. Vì cái gì nó hỏi. Vậy thì khi mà quý tử học, quý tử đang làm gì ba la mặt. Cái khi quý tử đang làm việc thiện với quý phước, hai cái đó nó có phước không? Quý tử làm ba la mật có phước không? Có. Còn cái quý tử làm việc thiện có phước không? Có. Thì cái phước của quý tử làm việc thiện quý tử hồi hướng cho, và cái ba la mật quý tử làm nó có phước đó quý tử cho, cái nào mạnh hơn nhiều hơn? Ba la mật mạnh. Nó biết khác đó. Dù làm xong mình cho thì cũng được, là vẫn là nóng chắc. Nhưng mình có cho, quý tử cho cái ba la mật phước báo. Còn cái tôi cho với cái việc thiện với tôi làm những báo có tội ta tại đó, hai cái nó khác, nhà cái năng lực nó hưởng được nhiều là khác, những cho giống nhau và phước báo chư thiên nhận hưởng giống như nhau. Nhưng mà chư thiên được hưởng là gì? Bà này cho trong thiện, bà này không cho tôi cho ba làm mặt, hiểu không? Từng nghĩa kiểu không? Chư thiên gõ không mọi điều mà chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ gõ thăm mọi điều. Chúng ta thấy kỳ không? Nhà đó mới tự đừng có quên. Mới tự đừng có quên. Mà chỉ mình quên thôi. Mình quên thôi. Cái đó đó, người tự phải thấy rõ ràng như vậy đó. Cái đó như thế đâu có gì mà nóng hay nguội. Người xin nóng nội mà. Để đi kiếm được tết. Tết là bắt đầu nữa rồi nha. Ủa, bữa nay mình học tâm như tác mà hỏi cái vấn đề là rồi. Nghe cắn nha. Thì đối với tâm duy tác đang nói ba la mặt hay nói với thiện phước á? Dạ thưa tâm duy không không giờ đang nói ba la mặt hay đang nói với thiện phước á? Dạ tâm duy tác với ba la mặt thì không cần hồi hướng, thì cái tâm đó nó không có nhận lại cái quả báo đó. Dạ. Thì mình đâu có cần phải hồi hướng, tất cả đều là cho hết rồi. Có cho hồi phải hồi phải hồi chứ không là thành Hồi giáo đó. Phải hồi phải là xem mình mới được. Mình phải xem, phải hồi, phải là xem mình. Là cá hồi đó, của tự nghe kịp không? Tâm duy tác thực hiện, thì người ta làm với cái pháp. Mình bây giờ xin phan nè.
cô đang nói là dịch hiện hay là dạng đang nói gì ba la mặt? Cô đang nói ba la mặt rồi cô phải kéo đi cô lên chút xíu. Rồi nó thấy giọng gì cô cứ nhắc nhắc rồi giờ. Giờ biết cô dành nói cái gì khác không mà không biết dùng là không biết dùng ba la mặt rồi đó. Cho ta biết cái đó. Cho con biết trước. Thôi học đi. Giờ cố gắng nào nó cho quen đi. Bấm cái nút, bấm cái nút, bấm cái nút. Cái này phải đi nhúng nước rồi mới nói được. Giờ con sẽ nghe. Dùng cái tâm duy tác. Rồi. Rồi. Dùng với cái pháp, chứ không phải dùng với cái tâm so đo. Dạ, rồi. Thì khi với cái tâm duy tác đó, thì tự nhiên là tất cả mọi người đều biết và đã hưởng phước phần đó. Mọi người đều biết. Dạ, dạ, ví dụ như cái thiên thái gì đó, không phải cái tâm duy tác, người ta không nhận cái quả phước. Để mà hưởng thì cái tâm đó với lại cái pháp đó, cái việc làm đó đã phủ trần hết rồi. Phủ trần hết rồi. Dạ, với cái pháp rồi. Rồi. Rồi, cái đó đó, các cô nói là đúng, cái cô nói đúng là cái tâm duy tác của A-la-hán. Còn mình đang la làng. Mình đang la làng. Mình chưa có la hát. Mình đang la làng. Chỉ đó đó, do đó mình thấy ba la mặt đó mình phải chia phước cho để mình có la làng, được biết mình đang làm ba la mặt. Chứ còn không thì ta những cái này ta làm thôi. Nãy giờ cô nói là tôi duy ác ở la hán thì người ta không. Chứ Đức Phật ngày sau khi mà bà Pháp hỏi kinh kỷ Pháp Luân tại hướng thì chư thiên không mới mạnh lên được. Này như này có chiều hướng tất cả chư thiên vậy. Không có đúng cái đó. Tại vì ngài là la hán rồi. Còn mình đang la làng. Do đó mình phải làm. Phải là ba la lên. Để cho. Dạ. Dạ. Nhé, yeah, thì cô nói tâm duy tác mà cô nói công tâm duy tác là cô nói cho bậc A-la-hán. Còn cô phi yếu Yamaka đang nói là mình đang là người phàm muốn la làng để biết mình đang là ba la mặt đang la làng rồi. Thì mình phải la lên. Bữa nay tôi làm nhiều lắm, la lên cho biết nghe kiểu không thì sẽ xong la lắm biết. Sư mọi ngày nào sư cũng la hết á. Quý là không thấy sư la hả? Không thấy la hả? Rồi, do phước bao này xin nguyện làm dân, được la làng cái gì đó. Trời ơi, cá lốt nghe hết rồi. Nhưng chứ chắc quá là nhân đến đầu quả đến bàn sao hết được. Người tử nghe kệ thờ. Ừ, cái duy tác mà cô này đang muốn nói là cái phò hướng phước báo ba la mặt hay sao đó thì sư phải nói theo cái kiểu của cổ, tại vì cổ còn đang làm việc thiện nhưng mà trong khi đó tác ý cô muốn làm lên ba la mặt của cổ thì cô phải la thế giới đều biết. Chứ trời chưa thiên chưa biết. Biết, hiểu chưa? Thì có hiểu không? Tôi phải cảm ha, gắn mà ha. Thế đây thì sẽ trở lại trong cái lúc mà quý tử đang làm á, quý tử nhắm về cái việc làm quý tử. Rồi như vậy thì sư muốn nói cái này chỗ này, quý tử nắm được cái ba la mật và việc thiện phước hợp pháp nè. Thế thì khi mà quý tử làm 10 cái thập phúc hành tâm này với cái ba la mật quý tử đang làm, chứ không phải quý tử đang làm cái này để châm vào cái này. Thí dụ, cái tôi đang nguyện gọi là gì? Chơn thật ba la mật. Thế nè, cái tôi đang nguyện chơn thật ba la mật. Thì thuyết pháp này, cái tôi phải lấy chơn thật ba la mật, cái tôi làm cái việc thuyết pháp này. Cái tôi nghe kẹp hả? Cái tôi nghe kẹp không? Thuyết pháp với cái hành chơn thật ba la mật, nói pháp cho chúng sanh nghe, pháp bảo. Quý tử nghe kẹp ha. Thì lúc bấy giờ cái thuyết pháp này không có ở trong thiện phước, mà thuyết pháp này với cái hành nghiệm ba la mật quý tử phải làm đầu sạch, đầu cho chính mình, đầu chúng sanh. Hiểu không? Được chưa? Rồi, quý tử đang hành cái thuyết pháp, nhưng mà quý tử đang hành nguyện từ ái ba la mật. Thì từ ái ba la mật thì quý tử thuyết pháp với từ ái ba la mật. Hiểu không? Quý tử nghe kịp không? Chứ không phải quý tử thuyết pháp suông. Quý tử không thuyết pháp suông. Quý tử không phải thuyết pháp thuần túy, pháp bảo mà tự việc hiểu. Quý tử nghe kịp không?
ví dụ như cái bài tứ đế khổ tập diệt đạo quý tử biết, nhưng mà quý tử nói cái tứ đế khổ tập diệt đạo thuần túy, khổ là như thế này, tập là như thế này, đạo là diệt như thế này, đạo là như thế này, xong dứt khoát bài pháp người, cái đó bài pháp quý tử nói lặp lại giống như là quý tử biết, quý tử nói ra là thôi, giống như cái máy cassette biết quý tử nói ra là, nhưng quý tử thuyết những bài tứ đế với cái từ ái ba la mật thì lúc đó quý tử đặt sâu như cái tình thương ba la mật quý tử cho chúng sanh đang nghe. Vì cái bài tử đế đó, thì bài tử đế đó quý tử đặt độ chúng sanh với ba la mật của mình, chứ không phải quý tử nói thu suông như cái thiền pháp quý tử nói theo thập phục hành tập. Quý tử hiểu không? Do đó quý tử không được quên, không được quên khi ta làm thập phục hành tâm mà chúng ta đang hành ba la mật trong thập phục hành tâm mới được. Tôi nghe kịp ha, và chưa cái đó thì hôm nay xin muốn nói cái điểm này, chúng ta phải thấy được điểm đó rồi chưa. Giờ nhà sư 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 xóa rồi hả? Hả? Cổ cổ đang hành ba la mật hay là cổ đang làm việc thiện nữa? Làm cho chúng sanh đang lắng nghe, người tỉnh nghe, rồi có mấy Phật tử lắng nghe chứ hành ba la mật của cổ. Rồi nghe tiếp. Thưa sư, làm sao tụi con hiểu được khi mà sư thuyết pháp với ba la mật tự thái hay là ba la mật trí tuệ? Phật mười có ba là sư mà mười ba là Phật. Bây giờ quay là hỏi sư. Bây giờ quay là hỏi sư. Hỏi là trả lời. Vậy chưa? Rồi, xin trả lời quý tử nghe. Quý tử thấy khi là sư là trước pháp hay khi mà sư đang nói pháp với lưu từ ái ba la mật chứ chỉ là ba la mật, quý tử thấy không? Quý tử thấy không? Thấy đó. Thế nào? Dưới một trạng thái quý tử không hiểu, cao đâu mài lại, nắc lưng đầu óc hay là trạng thái đang suy nghĩ, sư đã áo pháp trở lại, đạo pháp trở lại, đạo pháp đi qua rồi tôi sư thấy thì sư trở lại pháp, nó nói nữa là cái trạng thái từ ái ba la mật. Nhưng mà mỗi khi mà quý tử thấy được pháp rồi đó là sư đưa pháp sâu xuống, sư pháp xuống sâu xuống nó thêm nữa là trí tuệ ba la mật. Dạ, muốn khai thác cái ba la mật người ta. Thầy mong trong gì chứ sao cũng chết hết. Có nghe kìa không? Nhờ đó đó. Rồi chưa? Nhờ đó đó. Thấy không nè? Rồi, nhờ đó đó những cái mà quý tử sẽ thấy đó là một cái sự gọi là điển hình hay là một sự dẫn chứng, và một cái đó là một kiểu mẫu quý tử sẽ phải thực hiện theo những trường hợp đó. Đó là những cái gì mà chư Phật quá khứ, hiện tại và tương lai hay là một A-la-hán, một chánh đẳng giác, độc giác, thiên nhân giác đều luôn làm với cái tác ý của một bậc là vô sinh để tầm gì pháp. Cái tự nhớ gì này, hả nha? Cái tự bài biết như vậy. Khi ta học cái tâm duy tác, hôm nay chúng ta học 8 cái tâm này mà chúng ta hiểu được 4, mà mỗi một cái là 3 cách, mà không nào? Tương trí, bất tương trí, vô dạng, hữu dạng, khỉ thọ và xá thọ đó, chúng ta phải khai thác đời sống tâm linh của bậc vị A-la-hán để mà chúng ta noi theo đó, chúng ta quyết tỉa được cái giá trị của cái tâm duy tác của bậc A-la-hán để mà chúng ta thực hiện hay thực hành, chúng ta mới có được cái đó, chứ còn không con người của ta và bậc A-la-hán sẽ có một khoảng cách rất là xa. Tôi nghe kịp không? Thì khi mà chúng ta không có sự kết chặt lại đó mà chúng ta không biết tìm tới mà lấy được đó đó, là chúng ta đang có một cái trạng thái gì tự tạo ra cái khoảng cách, chứ không phải tâm duy tác hoặc là hát có khoảng cách với chúng ta. Chúng ta nghe kịp ha, chúng ta tự tạo ra và tự làm trong cái có khoảng cách, chứ không có cái tâm duy tác hoặc là hát nào làm có khoảng cách với chúng sanh cả. Chúng ta nghe kịp ha, mình làm ra mình làm có khoảng cách, thì sự khoảng cách đó là chúng ta chưa tìm ra hay là chúng ta muốn tạo ra sự khoảng cách đó, chứ không phải là nó có cái tình trạng thái đó cách biệt với ta và tâm duy tác và cả là hán kiềm với tôi nghe kiểu và cầu sự nghiệp với tôi nghe kịp ha. Nhưng mà thì ở đây khi ta đi tới cái đời sống cái tâm duy tác đó thì tôi sẽ thấy rồi. Như vậy sư muốn nói tiếp trong cái phần mà tâm duy tác này, sư muốn nói thêm một phần nữa với tôi để ý.
Vì thì khi ta nói cái tâm di tác của Bậc A-la-hán thì các ngài đang sống nhưng mà rồi sống bình thường đấy, mà chúng ta đang nói tâm di tác này đó là tâm đại di tác thuộc dục giới. Quý vị nghe kịp ha, tâm đại di tác là thuộc dục giới. Rồi khi ta nói tới mặt về cái tâm đại di tác và dục giới này á, là các ngài không có chánh thoát được con đường lục dục, hay ta còn nói là con đường tiếp xúc với lục trần. Các ngài vẫn còn tiếp xúc với lục trần. Quý vị nghe kịp không? Và chắc chắn trong sự tiếp xúc lục trần các ngài là các ngài vẫn luôn luôn còn có lục căn. Ngài vẫn còn có lục căn. Chứ các ngài chưa có, không có, không mắc tất cả. Nhưng mà giữa cái gì mà tâm đại di tác và cái tâm đại thiện, chúng ta nói tới tâm đại thiện cũng là thuộc dục giới, cũng có cái trạng thái y như vậy đó, cũng vẫn còn tiếp xúc với lục dục hay lục trần, và vẫn cũng có lục căn để mà đối chiếu và đấu nhanh của lục trần và lục dục. Thì giữa cái hai cái đó đó, tại sao họ khác và tại sao họ không có giống như ta? Ta có đại thiện và các quý ngài là đại duy tác. Đời sống của các ngài vẫn còn xài lục căn, và đời sống của ngài vẫn còn tiếp xúc với lục trần, mà các quý ngài không có nhiễm trần và không bị chi phối của lục dục tác động là cho con đời sống tâm linh của các vị này đó, mà ta không có. Vậy tại sao? Quý tự sẽ hiểu mình là vì vậy khi mà chúng ta đi tìm ra cái đó đó, chúng ta mới tìm ra được cái nguồn cội của tâm đại duy tác. Thì chúng ta tìm ra được tâm đại duy tác như vậy đó, thì lúc bấy giờ đó chúng ta mới chịu chuyển đổi để mà có đại thiện và đại duy tác. Tôi nghe kịp không? Tôi chưa tìm ra được đó, tôi chuyển đổi không được. Rồi chứ? Rồi thầy sẽ muốn nói tiếp như đây này. Khi nhãn tiếp xúc với sắc, khi nhĩ tiếp xúc với thần, khi tỷ đó tiếp xúc với khí, khi thiệt đó tiếp xúc với vị, khi thắng tiếp xúc với xúc, và khi ý tiếp xúc với pháp, tất cả là lục căn tiếp xúc với lục trần. Để tự nghe kiếm không? Khi còn lục giới. Được chưa? Rồi, khi mà các vị các tâm nhận thức đó còn có sắc, nhị thức còn có thân, tỷ thức còn có khí, thiệt thức còn có vị, và thân thức còn có xúc, và lúc bấy giờ ý thức còn có pháp, thì giữa thiện và duy tác hai cái khác biệt với nhau, khác biệt với nhau. Tiếp tục nghe kẹp ha, hai cái nó khác với nhau. Dưới cái hướng đi của cái tâm đại thiện, cái dưới hướng đi của tâm đại thiện, nhìn thấy nhãn của mình tiếp xúc với sắc, nghĩ rằng không tội, nghĩ rằng mà không tội, thì lúc bấy giờ họ để cho mắt nhìn thấy cảnh sắc. Thì tôi nghe kẹp không? Với cái tâm đại duy tác, một cái con mắt mà nhìn thấy cảnh sắc, nghĩ rằng có tội khi còn ở trong cái cảnh sắc và không giữ được nhãn, thì lúc đó tâm đại duy tác khó mặt. Tôi nghe kịp à? Nghe chuyện của tôi nghe kịp à? Khi của tôi nhìn một cảnh sắc đó, của tôi nói tôi không có làm gì tội hết đó, lương tâm của tôi không có cắn lưỡi. Nhưng mà cái bông hoa đẹp không có gì tội hết đó, không có gì mà làm tôi mê hết đó. Tôi nghĩ vậy, tôi để cặp mắt của tôi nhìn đấy một cảnh sắc. Nhưng mà với như một cái tâm duy tác đó, khi mà còn nhìn thấy của thế gian này, tất cả đều nhìn thấy đều là có tội, và không nghĩ rằng có đó đem để lại cho con mắt này nhìn thấy, do đó các quý ngài không có ở trong các cảnh dục. Thế tôi nghe kịp không? Thế tôi nghe kịp không? Gần chưa? Tôi hiểu được chưa? Thí dụ, tôi cho thí dụ. Khi mà 10 bác sĩ, thì trả lời một bác sĩ nữa, phải không nào? Đây vấn đề bác sĩ dễ nhìn. Khi mà bác sĩ mà chữa bệnh người thân, người nhà của bác sĩ đó, người vợ chữa người chồng, hay là người chồng chữa người vợ, người cha chữa bệnh người con, nó khác với người bác sĩ chữa bệnh nhân mà không có là gia đình của họ không? Dạ, khác không? Dạ, khác. Khác không? Khác, dạ, khác. Không có khác. À, người tự thấy không khác, đúng không?
Thí dụ như người bác sĩ là người chồng chữa bệnh cho người vợ, nó sẽ khác hơn với một người đàn bà khác lên chữa bệnh mà cần chữa bệnh, người bác sĩ đó chữa bệnh, hai cái nó khác nhau không? Khác về tâm lý, về cảnh mình dính. Hay nó có khác như nhau không? Khác, nó dính về cảnh. Thì sư hỏi, để nghe đi, để cho sư nghe. Hả? Giữa hai cái đó nó có khác với nhau không? Người đang kia không? Coi, bây giờ quý tử không muốn nói cho người bác sĩ đi ha, giờ tử người nấu ăn đi. Người nấu ăn, quý tử nấu ăn cho người nhà quý tử ăn. Giờ quý tử nấu ăn để mà chúng tôi làm cho khách ăn. Quý tử nấu hai cái đó khác nhau không? Khác. Mấy cô là biết không? Ông cứ hỏi cái khác rồi tụi mình đi sâu vô nó, được đi sâu vô nó khác nhau không? Bây giờ nè, người tự cũng nấu một dĩa cơm chiên chiên châu đó, cơm chiên chiên châu không? Phải không nào? Cơm chiên chiên châu của tự nấu cúc xào làm xong xuôi đó, của tự đem lên cho người nhà của tự ăn, rồi của tự đem đó làm cơm chiên đó của tự đem bán hay cho người khác mua, của tự làm gì đó, hai cái đó giống nhau hay khác nhau? Chứ họ giống vậy. Giống cái thịt, cái nhiều thịt. Lại phải chịu. Cái nhiều thịt. Giống là gì ta? Giống là gì ta? Cái nào là thịt? Cái nào? Người nhà là nhiều thịt ha? Đừng đi sâu với bệnh. Con đi vô sâu bệnh là nó đi sâu nữa. Vậy sư hỏi chỉ giống hay không giống thôi? Giống. Giống. Giống không? Giống. Giống ha? Có giống có không giống sư hai cái trả lời không giống họ chia hai lớp chị giải quyết cả chứ sư không có giải quyết sư chỉ nói pháp thôi chứ sư không có giải quyết viên phật tử giờ bên cậu chia làm lớp làm hai cũng được đó nhưng sư không có giải quyết là bên này đúng hay bên này sai sư chỉ nói giống và không giống thôi từ từ chỉ nói cho sư nghe thôi nói chứ nè giờ do đó người bác sĩ chữa bệnh người nhà và bác sĩ chữa bệnh một người bệnh hai cái đó giống nhau hay không hay là người nấu đồ ăn nấu cho mình ăn, nấu cho gia đình mình ăn và nấu cho người ngạc lạ ăn mình bán hay mình lấy tiền, cái đó hai cái giống nhau không? Thì giống là tâm đại diệt tá, còn không giống là tâm đại thiện, và tùy theo tâm của người ta là. Cái gì cũng nói sư chưa nghe. Bây giờ cô đang làm ba la mật hay cô đang làm việc thiện đó? Dạ thưa sư, con nghĩ. Cô đang làm ba la mật hay cô đang làm việc thiện đó? Con nghĩ cứ nói lớn nghe nó. Nói thì nói. Thưa sư, trong hai trường hợp đó thì tùy theo cái tâm. Nếu mà cái tâm hai cái đều giống như nhau thì là tâm duy tác, còn nếu mà là nó có sự thay khác nhau thì đó là tâm đại thiện, có nghĩa như vậy. Cũng tại vì nó có sự thay, cái là cách xử sự giống nhau, cho dù nó hai cái tâm giống nhau cũng có. Tâm nó sẽ nghe không? Cái công việc của mình. Dạ, mình sẽ nghe. Thì có anh anh muốn nói gì? Dạ, thưa sư, con nghe sư hỏi thì căn cứ theo câu hỏi của sư mà nghe cũng tôi thì cái hành động giống nhau, thực sự hành động giống nhau, yeah. Tức là mình nấu cho người nhà mình ăn cũng giống như bán khách, yeah, vật liệu giống nhau, vật liệu giống nhau, công thức giống nhau, tùy thuộc vào cái tâm lúc mà làm, coi như là đừng có nấu cho ai hết, tôi nấu cho mình là cái vui là làm, cái vui mình nấu thì ra đối tượng của mình người mà nhận đó, yeah, không giống nhau, yeah, không phân biệt, yeah, thì có nghe câu hỏi của sư thì có nói là giống, yeah, nhau, giống, yeah, nhau, phải coi tự nghe kẹp không? Rồi, cái mà quý tử nghe cái câu đó là giống nhau và không giống nhau đó. Giờ sư không có phân biệt ở đây quý tử nào cũng bảo vậy là giống và không giống nè. Thì sư chỉ trả lời thôi. Cái gọi là giống nhau giữa người nhà mình ăn và giống nhau giữa cái người mà mua món ăn mình buộc làm cho họ ăn. Nhưng mà giống nhau như vậy không phân biệt về công thức, vật dụng, vật liệu, không có nhiều thịt hơn hay ít thịt hơn đó. Quý tử nghe cái không? Là tâm di tác. Đó, tôi nói đúng. Tâm di tác. Còn nếu như mà tử còn nói chứ người nhà nhìn thật nhiều. Không phân biệt. Không phân biệt. Không phân biệt. Còn cái người bán á thì tiền nhiều á có thật nhiều, còn từng ít thì từng thật ít. Tiền là của nấy á. Tiền đó là tâm đại gì. Đừng nghe kẹp không? Được chưa? Cái tử có cái tâm đó là cái tâm phân biệt đó. Cái tâm mà phân biệt là tâm còn tâm đại thiện. Cho dù có tôi nói tôi không có tội, của tôi đang làm việc thiện, đạo quả thật vậy đó. Nhưng mà đằng sau đó làm những người tôi cột chối ở tại cái gì của mình đang còn có đang hưởng. Của tôi nghe kịp không? Với cái trạng thái đó là khi của tôi làm với cái trạng thái phân biệt đó, tôi có hai cái bị chi phối, vô minh, không biết, nhưng do nó mới phân biệt. Và thứ hai đó muốn làm cái ý của mình là ai dùng? Một là không biết là vô mình là mới phân biệt, và muốn làm theo ý của mình là ái dục. Trong khi tôi đang làm việc thiện muốn phước báo,
trong cái thành phố bình tập vẫn còn bị cái đó. Tôi nghe kìa pha chứ đừng bỏ thật nhiều nhân mất công rồi nói còn bệnh nữa. Bệnh này nói thật nhiều bên kia nói bệnh chết trời ơi, cũng chưa phối rồi đó. Tôi không có cần đi vô sâu đó, đang hành vô sâu đó, sâu luôn cái sinh mạng đó. Quý tôi nghe kìa không? Quý tôi nghe kìa ha. Do đó quý tôi phải thấy khi quý tôi đang sống với cái thằng thái đó, cái tình nhìn cách cái tâm người đó đi. Quý tôi nghe kìa ha. Mà cái người mà có cái trạng thái đó, người đó đang cái trạng thái ở thiện thì di tác. Quý tôi nghe kìa không? Quý tôi nghe kìa ha. À, mà thiện á, mà cứ tự làm như vậy đó, biết tôi còn bào chữa nữa đó, nào biết đâu có tội, người nhà của anh trước, còn cái người lạ người dân tính sao, cái đó người ta không có tội nữa, không có gì tội hết á, thì đó đó người tôi đang cột trói của mình mà, người ta nghe kịp không? Người ta nghĩ chút xíu đi ha. Xa. Còn phần tâm duy tác này á, là quý tử sẽ thấy á, có những lúc á, mình thấy là đứng ngửa nhấp nhé với cái trạng thái của một cái bậc thánh, mà đứng một góc độ mình ở còn nguyên mình của một vị thầm phù mình cũng vẫn có. Mà trong khi đó là mình là một người Phật tử, mình muốn tu tập cho mình đời sống mình thánh thiện thanh cao. Do đó đó, ở những cái trạng thái đó đó, làm cho con người chúng ta đó cái đứng ở giữa kìa hai cái lần anh đó hoài mà chúng ta không tắm được. Tại vì chúng ta lúc đó đó, khi ta tỉnh, khi ta mê, khi chúng ta còn có cái trạng thái sáng suốt và không sáng suốt, và khi trên đó chúng ta có cái trạng thái ái luyến dính mắt cái tôi người ta thì bản ngã tự ngã của chính mình, chính cho đó đó mình ở giữa hai lần anh nửa tỉnh như kịp anh ít lắm, ít hiếm có lắm. Ngay cả những hàng người xuất gia cũng vẫn có những cái trạng thái giữa hai làn ranh này. Chỉ trừ khi nào mà quý tử muốn có được cái này á, là chúng ta phải có sự tu tập thuần thục của một chánh niệm và tỉnh giác mới có được cái điều kiện đó. Quý tử nghe kẹp không? Giữa cái hai cái làn ranh đó, sự sáng và sự mê, sự hiểu và không hiểu, đó hai dạng đó mình phải có sự tu tập. Tu tập thì đầu tiên á, là mình tu tập để mình gạn lọc hay là gột rửa, hay là mình sửa tẩy những cái thói quen hay là những cái gì mình ưa thích từ bấy lâu nay, do đó đó mình mới ra khỏi cái chỗ đó mình được. Chính do đó đó, khi mà quý tử đi vào trong con đường mà tu tập như đấy đó, thì sư khuyên quý tử không nên đơn độc lẻ loi một mình mà quý tử tu tập mà đưa đến nhiều kết quả gặt hái, mà quý tử phải có hội chúng, hay quý tử có đoàn thể, hay quý tử có ăn cơm, có canh, tu hành, có bạn, quý tử mới làm được. Chứ còn nếu mà tự đơn thuần lẻ loi gì đó thì khó cho người ta hùng tí tạo việc mà ta muốn thoát khỏi vô minh mãi được cho khi ta đang làm việc gì. Thì khi mà quý tử ở trong đoàn thể, trong tập thể, trong nội chúng, trong người huynh đệ, bạn bè, đạo hữu, pháp hữu của quý tử đang có đó, người ta mới nhắc quý tử được. Quý tử nhớ cho suy nhắc, quý tử nghe gì đó. Quý tử nghe kẹp không? Do đó đó quý vị phải tìm, quý vị phải đi tìm, tìm được người bạn hiền, và người bạn hiền đó, nương tựa đó, để chúng ta mới nhắc nhở được. Thì lúc đó đó, quý tử mới có cơ may đi con đường xuyên suốt và không có lịch ngang, lịch lại, mà có đường chân phải đi tới được. Cái đó là chuyện thứ nhất. Và thứ hai nữa đó, là khi ta làm một cái việc thiện nào cũng vậy đó, trên con đường mà ta tu tập đó, thì sư khuyên quý tử một điều quý tử mới nhớ là quý Phật tử phải có tự lập trường chân chánh. Chúng ta phải có cái tự lập trường chân chánh, tức là không có ngã, không có nghiêng, và cái tâm ta chỉ gốc lòng một chỗ là chúng ta muốn cầu sự giải thoát mà thôi. Điều đó chúng ta mới đi được. Cái tên nghe kịp, chúng ta có bạn đi nữa, mà bạn của ta không có lập trường chân chánh, anh nương và bạn đó có khi bạn nó lung lay cái sự suy nghĩ của mình, lập trường của mình, và mình cũng bị ngã nghiêng đổ ngã với họ thôi. Chúng ta phải có lập trường chân chánh, cái đó là cái điều mà chúng ta phải nhớ. Và cái điều thứ ba nữa đó là quý Phật tử phải có, mà thật sự phải có cái ba la mật, đừng quên. Tôi làm gì cuộc đời của quý tử phải luôn luôn gắn cái ba la mật. Cái đời sống đó là cái hơi thở của mình.
Do đó đó, sư đã biết hiện tại quý tử chưa có một số, nhưng chưa có mà ba lần mà. Thì sư sẽ hứa, sư sẽ sắp xếp với thời gian gần đây để chúng ta ngồi kết hợp lại, chúng ta có cái ba lần mà. Chẳng hạn như tuần sau, sư báo cho tự thiết, tuần sau đó, trong cái giờ nghỉ với lao của sư á, thì sư sẽ giải đáp với những người nào chưa có ba lần mà. Sư sẽ giải đáp hết. Mà quý tử phải về ôn về ba la mật của mình trước đi, coi ba la mật nào quý tử đã được nghe, được học, được hiểu ở đó, quý tử đã tìm ra, quý tử lựa chọn, quý tử sẽ chuẩn bị thì cái ngày tuần sau á, thì sư sẽ góp ý kiến quý tử, thì sư sẽ hành nguyện ba la mật cho chính mình. Thì lúc đó sư sẽ giải quyết xong một lần nữa cho quý tử một lần nữa cái vấn đề ba la mật, quý tử sẽ giải quyết trong tuần sau, quý tử có hướng đi. Thì cái hướng đi đó đó nó còn sâu hơn và nó còn ý nghĩa cao quý hơn nữa, cái lập trường chân chánh nữa. Quý tử nghe kịp không? Cái lập trường chân chánh đó, quý tử vẫn còn đang làm gì? Làm việc thiện trong thập thiện hay thập phúc hành tâm. Ba la mật, con đường đó đưa đến, quý tử phải dạy các bạn. Và gắn liền chứ ba la mật này, quý tử phải nhớ đó là Bồ Tát, là giác hữu tình, là người có sự ý thức giác ngộ và mong cầu được giác ngộ và dạy các bạn. Do đó đó, quý tử sẽ đi và con đường đó quý tử phải đi. Vậy thì hôm nay sư muốn nói với tự được thấy rằng là chúng ta học về tâm duy tác, thì chúng ta sẽ thấy tâm duy tác nó có những loại tâm nào mà chúng ta được biết. Chúng ta đi vào thân phần phần mà tên gọi của tâm duy tác. Nãy từ hồi trưa hôm nay cho tới giờ là chúng ta được hiểu được ý nghĩa của cái từ là tâm duy tác. Thì tâm duy tác chúng ta biết đó, nó có tất cả là tám cái tâm, có tám. Tự nghe kịp à, tâm duy tác nó có tất cả là cái tám cái tâm mà chúng ta sẽ đi theo đó, cũng giống như tâm đại thiện, đúng không nào? Tâm thứ nhất là câu hành hỷ, tương kiến, tương trí, câu hỷ, tương trí, vô dẫn. Thứ nhất, tâm câu hành hỷ, tương trí, vô dẫn. Tâm thứ nhất. Rồi, cái tâm thứ hai là tâm câu hành hỷ. Câu hành hỷ tương trí hữu dẫn. Yeah. Rồi, cái thứ ba, câu hành hỷ tương ứng. Dạ, tương ứng gì? Bắt tường trí. Bắt tường trí. Bắt tường trí và vô dẫn. Rồi, cái thứ tư, câu hành hỷ bắt tường trí hữu dẫn. Hữu dẫn. Rồi, cái câu thứ năm, câu hành xả. Câu hành xả tường trí, nó giống như cái một, giống như cái tập số một, vô dẫn. Câu thứ sáu, câu hành xả đường trí hữu dẫn. Câu thứ bảy, câu hành xả bắt đường trí vô dẫn. Câu thứ tám, câu hành xả bắt tường trí hữu dẫn. Rồi, đó là tám cái tâm mà tên gọi của nó. Tám cái tâm mà tên gọi của nó. Cứ tự nghe kịp ha. Tám cái tâm mà tên gọi của nó. Cái chưa? Yeah. Chúng ta đem một cái thí dụ. Chúng ta đem một cái thí dụ. Quý tử nghe kịp ha. Chúng ta đem một cái thí dụ. Chúng ta có thể tập nhiều cái thí dụ để chúng ta quen hiểu biết cái ứng dụng cái tên gọi cái pháp đó, chúng ta được biết. Cái thí dụ thứ nhất này đó, một cách mau lẹ, một cách mau lẹ, Đức Phật thuyết pháp độ được Su Phật Đá đặc chứng A-la-hán vô sinh.
một cách quan hệ. Ngài không nể cái sức khỏe của Ngài, Ngài không nể cái bệnh hoạn của Ngài, căn bệnh kiệt lỵ, mà Ngài thấy Subhadra tới, cái tâm Ngài quan hệ một cách mau lẹ. Đức Phật Ngài thuyết pháp độ Subhadra đắc chứng A La Hán. Cái tôi nghe kẹp mà cái đó là cái thị trường thứ nhất, câu hành hỷ tương ứng trí vô dạng. Cái tôi nghe kẹp mà cái thí dụ gì đó, cái tôi cũng nhiều cách, cái tôi tìm ra thì những cái thí dụ giống như vậy đó, một cách mau lẹ. Đức Phật Ngài thuyết pháp độ được Subhadra đắc chứng A La Hán vô sanh một cách quan hỷ. Ngài quan hỷ, Ngài kêu gọi Subhadra vào, Ngài thuyết giảng, Ngài độ cho A La Hán, độ cho Subhadra đắc được quả A La Hán một cách mau lẹ, không có chần chừ. Cái đó thì cái đó gọi là câu hành hỷ tương trí vô dạng. Quý Phật tử cũng vậy. Như vậy thì khi mà Quý Phật tử mà thấy một cái việc đáng làm, thấy một việc đáng làm mà Quý Phật tử làm với một cái trạng thái quan hỷ, là hỷ thọ mà cách mau lẹ, là vô dạng, làm cái sự sáng suốt hiểu biết, là tương trí. Mà lúc bây giờ quý tử có thiện hay là di tác, quý tử muốn ở đó, quý tử sẽ nhắm được tới việc làm của mình. Tôi nghe kẹp ha, tôi nghe kẹp ha, cần chưa, cài ha, cài. Với cái trạng thái này, một cái thí dụ mà chúng ta tìm ra, rồi cái thí dụ thứ hai, quý tử sẽ tìm ra cái thí dụ thứ hai, hiểu nào? Được chưa? Rồi, sau khi quan sát không còn chúng sanh hữu duyên để tế độ, Đức Phật quan hỷ vào nơi nhập thiền quả của chính mình. Được chưa? Đây. Sau khi quan sát không còn những chúng sanh nào hữu duyên để tế độ, Đức Phật Ngài quan hỷ và nhập thiện quả của chính Ngài. Có thể nghe kẹp à? Sau khi quan sát nhìn tới nhìn lui không có chúng sanh nào còn hữu duyên để độ nữa, đó là tâm hữu dạng. Cái tên nghe kẹp ha, quan hỷ vào là câu hành ấy, phải không nào? Nhập thiền quả là tư trí. Cái câu ví dụ thứ hai, tên nghe kẹp ha, kẹp chưa? Một cách bao lẹ là vô danh, Đức Phật Ngài độ chúng sanh, độ Subhadra, đắc chứng A La Hán là tương trí. Một cách quan hỷ là câu hành ấy, tên nghe kẹp ha. Cái chưa? Ta ra được những thí dụ. Cái tôi về nhà, tôi mỗi ngày tôi tìm ra những cái thí dụ để mà giải đáp được của tâm bậc di tác, tâm bậc A-la-hán có tâm di tác. Thế thì chúng ta quen biết với cái pháp chúng ta biết. Tôi tự nghe kẹp mà. Một cách mau lẹ là vô dạng. Thiếu pháp độ sanh là tương ơn trí, mà sẽ có tâm quan hỷ để mà độ là câu hành hỷ. Tôi nghe kẹp ha. Rồi, sau khi quan sát, nhìn tới nhìn lui và nhận xét được con đường mà tu tập, độ hữu duyên mà không có nữa, thì Ngài gọi là tâm hữu dạng. Đức Phật Ngài quan hỷ là câu hành ấy vào thiện quả của mà Ngài chứng đắc, thì đó gọi là tương ưng trí. Đó là tương ưng trí. Có chưa? Cái đó là đó là quý tự tay à. Có chưa? Thấy ha. Rồi, những cái đó làm cho quý tự sẽ thấy là những cái đó mình thấy là những giai đoạn mà Đức Phật Ngài diễn tiến những tâm di tác của Ngài trong đời sống, còn tiếp xúc với thế gian trong cõi dục giới này. Quý tử nghe kẹp ha. Những tuần tới mà quý tử sẽ học đó là khi mà nói tới di tác sắc giới, di tác của vô sắc giới nó sẽ khác với đại di tác dục giới, nó sẽ khác. Sư sẽ nói về cái lĩnh vực đó. Nhưng mà ở đây là sư muốn nói là Ngài vẫn còn ở trong cõi dục giới, Ngài đang ở cõi muôn loại,
và con đường mà Ngài đáng độ chúng sanh không không qua con đường thập thiện hay là thập phương tâm với cái tâm duy ta của chính Ngài. Thì tôi nghe kẹp không? Ngài xá lợi pháp cũng vậy, Ngài xá lợi pháp cũng vậy. Thì tôi nghe kẹp không? Ngài xá lợi pháp cũng có cái tâm độ chúng sanh như Đức Phật như vậy đó. Thì những bậc A-la-hán đều có những tâm độ như giống như nhau. Thì tôi nghe thấy ha. Rồi cái câu thứ hỏi, câu thứ ba, câu anh nghĩ bắt tường trí vô dạng, câu anh nghĩ bắt tường trí vô dạng, nghĩa là một cách mau lẹ, vẫn là cứ tự đặt câu một cách mau lẹ, một cách mau lẹ. Đức Phật đặt câu hỏi đến chư tỳ khu, đến chư tỳ khu về vấn đề đang bàn luận với tâm hoàn thiện. Hiểu chưa? Một cách mau lẹ là tâm vô dạng. Đức Phật Ngài đặt câu hỏi là Ngài chưa có hiểu biết vấn đề gì chư tỳ khu đang bàn luận, là lúc đó Ngài là bắt tường trí và Ngài quan hỷ những lắng nghe những gì mà chư tỳ khu đang bàn luận. Tôi nghe kẹp à, kẹp chưa? Tôi phải hiểu gì đó đó. Thấy chưa? Tôi nắm được cái thí dụ thứ ba. Kẹp chưa nào? Kẹp chưa? Rồi đối với bậc Đức Phật Ngài đó, Ngài chỉ hỏi lần đầu thôi. Và khi mà chư tỳ khố hay là người đối thoại với Ngài mà trả lời tức thì sau đó Ngài được hiểu liền. Cứ tự nghe kẹp mà tức thì Ngài hiểu liền. Ngài không có khi nào hỏi lại thứ hai, rồi cái câu hỏi đó nghe đặt câu hỏi chưa rõ, nói rõ lại một ý nghĩa đi, muốn nói cái gì đó thì nó nói rõ hơn đó. Ngài không có cái trường hợp đó. Thì tôi phải nhớ như vậy đó. Thì Ngài không có cái trạng thái là Ngài nghe mà Ngài không rõ. Và cái khi mà đặt cho Ngài câu hỏi đó, vừa nghe câu hỏi đó là Ngài được hiểu biết cái ý nghĩa câu hỏi đó nữa rồi, chứ không cần phải để nó hết nửa câu nữa. Tôi đã nghe kịp không? Chứ là đặt câu hỏi vừa nửa câu là Ngài hiểu rồi. Giờ mình đầu câu là Ngài chưa dùng tương trí, nhưng mà câu hỏi được đặt lên đó vừa nửa câu á là Ngài giải đáp được rồi. Tôi nghe kịp không? Ngài đã biết được cái câu hỏi đó với cái nội dung và ý nghĩa gì được nêu lên. Tôi nghe kịp không? Do đó đối với Đức Phật Ngài là chúng ta đặt những cái thí dụ này để chúng ta sẽ thấy đời sống của Ngài xài như vậy đó. Rồi với một cái trạng thái câu hành nỉ bắt tường trí hữu dẫn, câu hành nỉ bắt tường trí hữu dẫn thì như thế nào? Cứ tự thấy thấy sau khi suy nghĩ thế nào? Sau khi suy nghĩ chưa tìm ra lý do có tiếng động ồn ào bên ngoài cổng kỳ viên tự, Đức Phật đưa câu hỏi đến Đại Đức Ananda về vấn đề xảy ra, đề đang xảy ra một cách hoàn hỷ. Cứ tự nghe kẹp ha. Cái đầu tiên, ví dụ thứ tư. Sau khi suy nghĩ, Ngài chưa tìm ra lý do có tiếng động ồn ào ngoài cổng kỳ viên tự, không biết lý do gì, tiếng đôn đáo ồn ào, Ngài mới đưa câu hỏi đến Đại Đức Ananda, hỏi về vấn đề gì đang xảy ra. Ở nơi đó xài tâm phụ dẫn, chứ cái tâm Ngài quan hoàn hỷ. Được chưa nào? Thưa quý Phật tử, có khi nào Ngài có khởi lên cái tâm bực bội khi nghe tiếng động ồn ào ngoài cổng gì không?
khi nào quý tử thấy mà Đức Phật ngày khởi lên cái tâm bực bội của Khổng Kỳ Viên đó, thì đó tâm đó mình đang nói về Đức Phật, chứ mà anh Đức Phật đang có tâm thì đang nói về Đức Phật, chứ mà Đức Phật đang có tự nghe kịp không? Thì đó nó cái quý tử mà nào một ngày nào đó quý tử thuyết pháp á, quý tử nói chứ sau khi tiếng động ồn ào ngoài Kỳ Viên, Đức Phật ngày khổ lên tâm nóng nảy mà hét Ananda ra giải quyết vấn đề gì đang xảy ra ở ngoài cổng Kỳ Viên tự. Sư con thường con nghĩ là cái tâm bất tương ứng trí, tức là lỗi sư con thường nghĩ đó từ trước giờ là cái tâm bất tương ứng trí, tức là tâm mình không có đồng ý. Không phải. Bất tương ứng trí là không kết hợp với trí tuệ. Không kết hợp trí tuệ. Còn mà là không đồng ý là bất dược ý, bất quan hỷ. Chứ còn có trí tuệ và không trí tuệ nó khác. Bất tương ứng trí tức là không kết hợp với trí tuệ khi đang làm việc đó hay là vấn đề gì đó thì gọi là bất tương ứng trí. Quý tử nghe kịp không? Ví dụ như quý tử học á, mà quý tử đang học đây đó mà quý tử không có tập trung mà theo dõi được đó, quý tử đang lơ đỉnh lơ ra đó, thì trong mỗi phút giây quý tử lơ đỉnh lơ ra là bất tương trí. Quý tử nghe kẹp không? Còn quan hỷ không quan hỷ là cái chuyện khác, quý tử nghe kẹp à. Nhưng mà khi mà quý tử đang chăm chú nghe là tương trí, mà quý tử bình lơ đỉnh lo ra là bất tương trí. Quý tử nghe kẹp à. Không, bất tương trí khác bất tu nguyện à. Bất toàn nguyện tức là không quan hỷ và xài tâm sân à, còn bất tương trí là trí tuệ và trí không trí tuệ thôi, kêu cái hàng khác à, kêu kêu nghe kẹp à. Do đó bốn cái thí dụ này cứ tự ra được chưa, bốn cái thí dụ này cứ tự ra được là như thế đó. Vì thì khi mà cứ tự sẽ thấy Đức Phật ngài có những cái giai đoạn ngài cũng vẫn xài xảy ra được, mà quý tử không phải cần phải đi sâu vào trong đó là ngài không có tương trí như thế nào, những cái gì mà ngài đặt câu hỏi, ngài muốn hỏi, ngài tìm hiểu cái vấn đề gì đang ồn ào xảy ra ở ngoài Kỳ Viên tự và cổng Kỳ Viên tự đó, mà ngài hỏi Ananda, ngài chưa giải đáp được, ngài chưa hiểu được tiếng động đó, đó thì lúc bấy giờ thì ngài đang xài cái là gì? Bất tương trí. Như câu chuyện của nàng Bhattacharya, khi mà người chồng chết, người hai người con chết, người mẹ, người cha và người anh chết trong một cơn mưa bão tố đến, và gia đình của bà Tachara đều mất hết, thì lúc đó cơn điên loạn, bà Tachara không còn kiểm soát cái trạng thái sự hiểu biết sáng suốt của mình nữa, bà ta chạy cùng khắp 300 thành phố Kỳ Viên, chỗ nơi Kỳ Viên tự mà Đức Phật ngài đang ở, thì những đứa trẻ con á, nó reo, nó theo, nó réo gọi, nó chọc pháp, thì bà Tachara không còn cái đường nào đi nữa, bị phá chọc, và ta chạy thẳng tới chùa Kỳ Viên. Nhưng mà khi mà bà ta tới tất cả chùa Kỳ Viên đó, thì tiếng con nít nó cười theo, nó cười nhào bán bà ta cha, thì là tiếng động nó vang vô Đức Phật. Thì Đức Phật ngài nghe như vậy đó, ngài mới hỏi Ananda điều gì, chuyện gì đang xảy ra ở ngoài cổng chùa như vậy. Thì Đại Đức Ananda phải đi ra phải nhận xét được. Khi mà Đại Đức Ananda ngay ngoài lúc đó thì có một số Phật tử đi theo để Đức Ananda ra nhìn thấy là bà Bhattacharya, thân thể của bà ta không còn nguyên vẹn, áo quần của bà ta cách nát và trong trạng thái hơi có trạng thái không có sự kín đáo. Thì lúc đó người Phật tử hay là người dân làng đó đó không muốn đến diện kiến với Đức Phật với cái trạng thái đó, họ mới cho bà Bhattacharya những mảnh y phục cần thiết để mà vô gặp diện kiến Đức Phật. Lúc bây giờ là ngài nói thì pháp cho bà Tachara, cứ tự nghe kịp không? Trong khi tiếng động ồn ào như vậy đó, ngài chỉ đưa cái tâm ngài ra ngoài đó, ngài hỏi Ananda hãy ra ngoài nhận xét rồi vô nói cho Như Lai được biết, cứ tự nghe kịp không? Lúc đó ngài xài tâm bên tâm hữu dẫn, ngài càng được biết những vấn đề gì đang xảy ra tại nơi đó, và chính ngài cũng chưa được hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Quý vị tự nghe kịp đó, quý tử sẽ thấy đó, những cái đoạn này, những câu đó đó, quý tử đọc những cái câu pháp thoại đó hay là những đoạn văn trong kinh điển mà chúng ta được đọc qua đó, quý tử phân tích được tâm lý được chưa? Khi mà quý tử phân tích được rồi đó, khi quý tử phân tích được rồi đó, thì cái nghệ thuật mà phân tích của quý tử được có rồi đó, thì quý tử sẽ phân tích được lúc
đó diễn tiến tâm thức tự tử trong luồng tư tưởng tưởng đang có trong đời sống hàng ngày, tôi tự phải áp dụng lại thì tôi mới có được con đường tu tập thanh lọc, con đường tâm mình mới có được. Tôi tự nghe kịp không? Tôi đặt ra những cái câu hỏi này, tôi tự đặt ra những câu thí dụ này thì tôi tự mới biết được diễn tiến cái tâm thức này. Mà tôi tự hiểu được cái giai đoạn này, trong cái giai đoạn bài kinh này thì tôi tự hiểu được tâm lý lúc đó có thì tôi tự sẽ dùng cái đó cho đời sống tu tập trao dồi tâm linh của mình mới được. Nếu quý tử không làm được những điều đó đó thì quý tử đang đánh mất một cơ hội cần thiết để quý tử phát triển đường trao dồi tâm linh của chính mình ngay tại nơi đó. Thế nào là hữu dạng, thế nào là vô dạng, thế nào là tương trí, thế nào là bất tương trí, thế nào là hỷ, thế nào là xả, thế nào là gì thiện, thế nào là gì tác. Rồi chúng ta có thể trải hoài, chúng ta trải qua hoài ngày này qua ngày kia, buổi học này tới buổi học khác, người ta cứ chạy ra ngoài, người ta không dùng được là chúng ta chưa phân tích được á. Mà quý tử phân tích được và đặt những câu hỏi được như vậy đó thì chính ở đó quý tử quyết tiến ra được một cái ứng dụng cho chính mình. Đó là một nghệ thuật. Quý tử nghe kẹp à, hồi xưa ông Đốc Hiểu, ông Đốc Hiểu đến với ngài tịnh sự học Abhidhamma, đến đâu cũng đến học với ngài tịnh sự. Mỗi một câu mà ngài tịnh sự nói ra thì ông Đốc Hiểu ngồi nghe, ông Đốc Hiểu ngồi nghe ông nói chứ. Ngài nói con nghe con hiểu, xin ngài cho thí dụ. Cái ông ngài tịnh sự trả lời một thí dụ, rồi cái câu thí dụ thứ hai, ngài nói con nghe, xin ngài cho con một thí dụ. Không khi nào đối với ông Đốc Hiểu, không khi nào mà hỏi ngài tịnh sự dưới năm cái thí dụ, luôn luôn là phải dùng nhiều cái thí dụ để cho ông ta nghe ông ta hiểu. Cái thứ nhất đó để mà hiểu pháp, cái thứ hai để ông thấu hiểu được cái dòng tâm thức đó đang có, cái thứ ba ông biết phân tích, và cái thứ tư ông biết dùng, và cái thứ năm chính xác và ông không sai chặt và không có suy nghĩ ngờ. Năm thí dụ quý tử phải nhớ như vậy. Và khi mà quý tử học và những cái câu này đó mà quý tử không đặt thí dụ được đó là quý tử chưa đi vào trong cái nghệ thuật thanh lọc để mà tìm thấy luồng tư tưởng diễn tiến tâm linh của tôi đang có. Ở góc độ này là thiện hay là góc độ này là duy tác, ở góc độ này là tương trí hay là bất tương trí, ở góc độ này là vô danh hay là hữu danh, góc độ này là hỷ hay là xả. Thì tôi nghe kịp không? Người đó đó khi người tôi quen biết cái này rồi đó, đặt ví dụ ra còn xong xuôi đó, mỗi ngày người tôi về nhà đó, ở nhớ nào của tôi cũng đặt ví dụ hết đó, luồng nào người tôi cũng giết hết, tường này viết tường kia viết ở trong nhà của tôi, viết là thí dụ này thí dụ kia để có tôi đi đâu tôi nói à tôi biết áp dụng cái câu này rồi. Cái tôi nghe kèm không, nằm dưới đây ngó lên trần nhà cũng viết luôn, nhưng tôi mấy thấy cái câu thí dụ mình đặt cái tay nó đó, mình biết dùng được mà mình hiểu được, đó là một nghệ thuật đó. Tôi nghe kèm không, chánh niệm thành gia chứ nói tôi không dùng đó, mình tự không dùng đó. Còn nghe, còn nghe viết đầy ở trên tường, quý tử nghe kịp không? Hồi cái khi mà sư giảng về lộ trình tâm đó, sư giảng lộ trình tâm ở tại chùa Kỳ Viên đó, thì chú Khánh đó là cái người quay phim đó, ông hỏi nhiều lắm, sư nói cho về chú viết ra đi. Chú vẽ phần tròn, phần tròn, phần tròn, từ nhà bếp tới nhà nhà khách, từ đằng trên lầu xuống đất, vẽ, đến nào cũng lộ trình tâm, chắc chắn trong vòng hết cái tường này qua tường kia, chú hiểu lộ trình tâm hết á. Không dám làm tại sao dơ nhà, sư đâu có bậy cái kiểu đó sao, không giống dám làm theo đâu. Nhưng mà chúng có người sắp sửa chiều nay về làm nha coi, có người sẽ về giết hết đầy cái tường ha, không biết là người nào nha, sư nhìn thấy sư biết rồi đó. Người nghe kiểu không, người ta nghe kiểu không, kiểu chưa, người ta phải có những cái thí dụ, và những cái thí dụ đó trong khi sư học với ngài thực sự đó, ngài cũng kêu sư phải nói thí dụ nó đó. À, ông học cái này ông hiểu không? Dạ hiểu, thí dụ đi, sư nghe. Sư trả lời bập chặt hết trên. Trả lời bập chặt hết trên, cái đó ông chạy, ông trả lời kiểu chặt hết rồi. Người ta nghe kịp không? Người ta nghe kịp không? Chặt cũng mới nhớ mới sửa, mình làm nó trúng, sao này. Người ta nghe kịp không? Luôn luôn là vậy đó. Nhưng tôi không có khi nào tôi nói lần đầu là chúng đâu, tôi đừng có lo.
mà quý tử có nói chặt đi, quý tử mới nhớ được. Tôi nghe kịp không? Một người nói sai, hai người cùng sửa mới được. Còn mình không nói sai, người ta biết đâu mình sửa. Tôi mới thấy được cái yếu của mình đang có, còn đang có. Quý tử nghe kịp không? Cho nó nói đó, quý tử ngồi im lặng như vậy đó. Là khó để giải đáp được, quý tử có hiểu hay không hiểu. Do đó đó, những cái buổi mà sư hướng dẫn quý tử đó, là sư hỏi chút cơ hiểu không? Là tại vì đó đó. Quý tử nghe kịp không? ABC Hoành. Quý tử nghe kịp ha? Rồi chưa? Rồi, câu hành xã. Câu hành xã, quý tử đổi qua cái trạng thái một cách thản nhiên. Một cách thản nhiên hay một cách nhẹ, nhẹ nhàng. Ngài không có quan hỷ này, cách thản nhiên. Tôi đổi cái chữ bạch thản nhiên. Tôi phải nghe kịp không? Một cách mau lẹ. Đức Phật ngày thuyết pháp, độ xuất pháp đá, đắc chứng đạo quả A-la-hán vô sanh. Một cách thản nhiên với cái tâm của Ngài. Đó là cái chuyện Ngài phải làm và đáng làm. Chẳng có gì mà quan hỷ cả. Thì Ngài xài tâm hỷ, tâm xả thọ. Tôi nghe kịp không? Đó, ở đó đó ngày tình sự cho cái thứ năm làm sao và đổi lại quan nghĩ thành thản nhiên. Anh đã được sáng nhiên là thản nhiên. Tại ngày hỏi tại sao ông dùng thản nhiên? Tại vì con tên là sáng nhiên. Phải đó nhà thờ ông dùng sáng quá. Mình thấy cái quá. Mình tự phải hiểu. Do đó mình tự chỉ đổi lại thôi. Thế là Đức Phật thản nhiên vào nhập thiền quả của chính mình. Cái tự nghe kịp không? Cách mau lẹ, Đức Phật đặt câu hỏi đến chư tỳ khưu về vấn đề đang bàn luận như tâm thản nhiên bình thản của Ngài. Cái tự nghe kịp ha? Rồi chưa? Sau khi suy nghĩ, chưa tìm ra lý do có tiếng động ồn ào bên ngoài cổng kỳ viên tự, Đức Phật Ngài đưa câu hỏi đến Đăng Đa về vấn đề đang xảy ra một cách thản nhiên bình thản của Ngài. Rồi chưa? Thấm được chưa? Chúng ta đổi qua cái góc độ đó thì chết thành là xả thọ. Khi ta đem sâu sắc vô trong đó, chúng ta có cái hỷ thọ. Chúng ta nghe kịp không? Rồi, trở tại nơi đấy, chúng ta có một cái nhận xét nữa. Khi những tuần trước mà chúng ta học về đại thiện, thì quý vị phải nhớ, khi chúng ta học cái góc độ đại thiện á, thì cái tâm nào là mạnh, mà nhiều quả phúc báo, tâm nào là yếu mà ít phước báo hơn, tâm thì cuối, tâm duy nhất là tâm nhiều phước báo tâm cuối. Và tâm cuối đó tâm mạnh nhất. Chúng ta nghe kịp không? Yeah. Đại thiện, câu hành hỷ, tương trí, vô dẫn là tâm đó của tôi làm mà hoàn hảo mà chính xác đó thì có thể được hưởng 16 tâm quả tức thì. Chúng ta nghe kịp không? Và cái tâm yếu nhất là câu hành xả, bắt tương trí và quý dẫn là tâm thứ 8, thì tự nhớ ha. Cũng như vậy, khi quý tử học về 8 cái tâm tham, 8 tâm tham á, tâm thì cái tâm tham thứ nhất á, cái tâm tham thứ nhất á, là cái tâm tham nặng nhất, tạo tội nhiều nhất, và gặt hái quả khổ đau nhiều nhất, là tâm tham, câu hành hỷ, tương kiến, vô dẫn. Quý tử nghe kẹp ha. Mà cái tâm tham thứ 8 á, là cái tâm nhẹ nhất, nhẹ tội nhất, và ít lẫn rồi quả báo khổ đau nhiều ít nhất. Quý tử nghe kịp ha. Thì câu đó là gì? Tâm tham, câu hành xả, bắt tương ưng kiến, hữu dẫn. Quý tử nghe kịp ha. Giữa hai cái tâm sân này, tâm sân thứ nhất tạo tội nhiều nhất, và tâm sân thứ hai ít tội hơn. Câu hành ưu, tương ưng khỏe, vô dẫn. Quý tử nghe kịp ha. Giữa hai cái tâm sân này bằng nhau, không nhiều không ít, không ít đâu, không trên không dưới, bằng nhau. Giữa cái tám tâm đại thiện này thì tâm đại thiện thứ nhất phước báo nhiều nhất và gặt hái quả an vui nhiều nhất. Giới tám cái tâm đại di tác này không nói quả phước báo nhiều ít, nhưng mà năng lực mạnh hay là nhẹ mà thôi. Quý vị nghe kịp ha. Với tâm đại thiện thì đã đem tới phước nhiều, phước ít, phước dày, phước mỏng. Nhưng mà với cái tâm đại duy tác thì năng lực mạnh, năng lực yếu mà thôi. Chúng ta không có phân biệt phước nhiều, phước ít, phước dày, phước mỏng. Chúng ta nghe kịp không?
được chưa? Tôi nắm được chưa? Tôi phải bỏ hai cái đó chứ không á. Thì mai mốt tôi tự nói tâm đại di tác thứ nhất, nhiều phước báo nhất. Nhưng mà nghe kịp ha. Tôi sẽ nói tâm đại di tác nhất, Đức Phật Ngài làm có nhiều phước báo nhất. Quý tôi nghe kịp không? Đức Phật Ngài còn đào tạo có nhiều phước báo không? Nhiều phước không. Ngài chỉ làm cho lợi lạc cho chúng sanh mà thôi. Phước mình được hưởng với việc làm của Ngài, chứ không phải để Ngài tạo ra phước báo để Ngài được hưởng. Quý tôi nghe kịp ha? Hai cái đó nó khác. Khác biệt nha. Được chưa? Cái đó tôi phải nắm rõ được cái sự khác biệt đó. Còn quý tôi nhắm tới. Nhắm tới là trong cái trạng thái để mà mình hiểu biết cái tác ý. Hình như bữa trước bài học hồi nãy sẽ có ghi tác ý. Như cái tác ý đó là sự tạo tác. Như tạo tác đó để mình có, để mình hưởng, hay là có cho người ta hưởng. Hai cái đó đó mình mới bắt đầu mình tìm hướng tới. Vì thế thì khi trong đời sống hàng ngày hay trong đời sống tu tập của Phật tử cũng vậy, tìm hướng tới về cái tác ý đó. Tôi hiểu được chưa? Tôi hiểu được chưa? Hướng về cái tâm nào, tâm đó tạo ra năng lực của chính nó. Và chính cái đó, tác ý đó, chúng ta gieo trồng hay là chúng ta tạo chủng tử, chính tại đó chúng ta sẽ gặt hái và chúng ta hưởng lấy đó. Chúng ta phải biết rõ như vậy đó. Như vậy thì khi mà quý tử trong con đường tu tập cũng vậy. Chút nữa đây tôi ngồi thiền, tác ý nào chúng ta làm tại nơi đó. Cái tác ý mà quý tử nói là thiền, để người ta có phước, ta làm với cái tác ý đó, ta ngồi thiền. Tác ý mà ta ngồi giới cho ba la mật, để chúng ta hành thành thành cái sự tu tập này, để ba la mật nó dung đầy, cho được đắc đạo quả. Ba la mật nó đầy thì đắc đạo quả bởi chính nó, chứ không phải chúng ta muốn có, bởi chúng ta muốn đòi hỏi được có. Thì cái đó, hai cái chúng ta làm cái tác ý đó. Tôi nghe kịp không? Yeah. Tôi nghe kịp không? Thế tôi ngồi thiền, với cái tác ý thiền, để có thể có phước báo. Bước tôi ngồi thiền, với cái trạng thái việc đáng làm của ba la mật mà chúng ta phải làm. Thì cái đó, ba la mật dung này, đưa tự ra kết quả của ba la mật có, đạo quả niết bàn của chính nó, chứ không phải của phi Phật tử, tại nơi đó. Tử hiểu không? Hiểu chứ tôi đã nói không? Hiểu. Ngồi thiền cũng hai cái hướng đi. Ngồi thiền với hai tác ý khác biệt nha. Và ngồi thiền cho cái tự gặt hái. Quả thật như vậy. Sư không có muốn nói tới là khi ta ngồi thiền và chúng ta còn phải có những cái tâm bất thiện với cái tác ý không cùng khéo để khởi lên những tâm bất thiện. Chẳng hạn như là tham, sân hay là si. Chúng ta đang ngồi thiền. Tôi nắm được chưa? Mà ta nghĩ về đây, ta ngồi thiền ha. Xa thú, xa thú, xa thú. Chờ được, ngồi. Con muốn hỏi Như Lai biết và thì với chính cha biết. Thì cái đó nó thuộc về cái câu hành xã hay là câu hành xã vô dẫn hay là câu hành xã hữu dẫn? Ngài có câu hành hỷ không? Không. Không hỷ không? Tại cái chuyện đó là Ngài không có hỷ được rồi đó. Ngài câu hành xã, Ngài có tương trí không? Chuyện của Như Lai biết, chuyện của chính cha biết. Thì Ngài có tương trí hay bất tương trí? Tương trí. Bất tương trí. Mà Ngài nói ra khi mà nghe câu chuyện đó xem Ngài nói liền hay là Ngài đắn đo, Ngài suy nghĩ xong Ngài nói vô dẫn. Hiểu chưa? Hiểu không? Khi mà chính cha vừa tới dù khống mà đem lại những điều bất thiện cho Đức Phật thì Ngài nhắm mắt, Ngài nhập định và sau đó Ngài mới thốt ra lời chuyện của Như Lai biết. Chuyện của như chùa chúng cha biết. Ngài xài cái tâm đó là tâm phủ dẫn. Như tự nghe kẹp ha. Hiểu chưa? Không có xài cái tâm
vô dặn. Ngài nhập định chứ. Khi mà chính cha tới nói những lời vũ khống của Đức Phật đó, thì Ngài nhập định liền. Khi mà Ngài nhập định xong đó, nhớ cái năng lực của Ngài nhập định rất là mau, chúng phải như ta. Nhập định xong đó, Ngài mở mắt ra. Chuyện của Như Lai biết. Chuyện của chính cha biết. Rồi cái Ngài nhập định trở lại. Quý tử nghe kèm không? Ngài xài cái tầm đó đó. Quý tử nghe kèm chưa? Mà cha ngồi thiền được chưa? Cái tầm của mình, bây giờ thấy đây, lúc đó quý tử sẽ nhìn thấy hai cái tâm, nhìn thấy cái sự phóng dật đó hay là giật mình đó, và cái tâm mình hiểu biết cái gì đó đó là vô thường, có đau, do ngã hay thực tính cái đó. Lúc đó mình phải giữ tâm vậy, tâm lúc đó mình nhìn thấy và bực mình sẽ sanh niệm tiếp nữa, nó ra nữa. Dạ. Rồi khi mà niệm tiếp nó thấy sanh là, còn mình nhìn vô đó cái điều nguy hại của cái sanh đó, còn mình nhìn thấy cái tâm mình niệm được đó, mình diệt được cái tâm sanh đó, hay là mình chưa diệt được, cái mình thấy được hai cái. Thầy chưa, thầy xin nghe. Kính thưa sư, đây là đầu tiên con đi thiền, con muốn muốn biết vài cách phương pháp thiền như thế nào. Phương pháp của thiền nó rất là đơn giản, mà các quý Phật tử mình có một số vị biết và có một số vị chưa biết. Tuy nhiên đó, cho dù các quý Phật tử có biết nhiều đi nữa đó, chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm, cũng vẫn là chúng ta cần nghe hiểu biết thêm. Thứ nhất đó, là khi ta ngồi thiền đó, trong cái phương pháp mà ta ngồi thiền tọa hay là trong cái thiền hành như ngày hôm qua mà chúng ta đi kinh hành ở tại đây chùa, khi chúng ta thay vì chúng ta phải đọc bài kệ bài ca sa ca ti ná đó, mà quý Phật tử sẽ hành sư hướng dẫn quý Phật tử đi thiền hành ngày hôm qua để giữ cái tâm mình an vui trong chánh niệm đó, thì đó cũng là một phương pháp đi thiền hành để mình tạo thêm phước báo trong cái đường mình tu tập khi đi những Phật ba dòng tại quanh vòng quanh nơi chánh điện đó. Thì khi ta ngồi thiền, tức là thiền tọa đó, thì quý tử phải tập trung vào cái hơi thở của mình, và quý tử không có làm gì khác hơn. Thì khi mình tập trung vào hơi thở của mình đó, tâm mình mới cột trụ vô trong cái tâm mình, ăn trú vô trong cái hơi thở là mình để mình làm cái cơ sở, làm cái nền tảng, cái foundation này đó, để mình không phóng tâm đi chỗ khác. Khi mà mình phóng tâm đi chỗ khác, mình giữ không được, tâm như mình theo ta trở vô, hít vô ta biết hít vô, ra ta biết ra, dài ta biết dài, vô ta biết vô ngắn, dài ngắn vô ra vô, ta biết theo dõi nó hoài. Thì chúng ta đang theo dõi cái ta như vậy đó, người ta gọi là ta đang theo thiền, người ta đang hành thiền, người ta đang chú tâm về cái đề mục chúng ta đang chọn lựa, đó là hơi thở. Không phải có cái đối tượng của ta trong cái đề mục cái tâm ta để theo dõi đó, thì ta đặt cái tâm ta vô trong đó. Thì lúc đó đó, chúng ta giống như một quan sát viên, là chúng ta chỉ ngồi ta coi cái tâm mình thôi, hay là ta coi cái đối tượng là hơi thở của mình thôi. Khi hơi thở mình vô, ta biết vô, ra ta biết ra, vô à, ra à, nhanh à, chậm à, ta cứ theo dõi đó hoài. Ta không có làm gì khác hơn. Có một số Phật tử đó, họ đi vào trong cái ngồi thiền và họ niệm Phật. Cái đó thì không phải lúc nào tự là ngồi thiền. Khi ta ngồi niệm Phật đó, là chúng ta chỉ làm tâm ta an trú trong cái trạng thái mà chúng ta đã có sẵn. Còn khi ngồi thiền là chúng ta theo dõi với cái trạng thái diễn biến của nó đang có, chúng ta mới làm thành ngồi thiền. Cái trạng thái có sẵn là chúng ta ngồi niệm Phật là có sẵn rồi. Chúng ta cứ ngồi niệm Phật từ sáng tới tối, ta cứ ngồi niệm Phật như vậy, an trú trong đó. Còn cái diễn biến của cái ngồi thiền của ta là ta coi những cái gì đang thay đổi và nó đang diễn biến theo của nó đang có. Người ta đang ngồi thiền đó, ta gọi là thiền quán, là quan sát, theo dõi và đối tượng. Do đó đó, khi ta ngồi thiền, ta cứ làm cái đó. Ngồi trong tư thế ngồi trên ghế, hay ngồi dưới đất, hay trong trạng thái thiền tọa, mà ngồi trong tọa thiền, bán già, kiết già hay chứ mình nghe, ta luôn luôn đặt cái tâm ta theo dõi với hơi thở của ta, vô ra, rồi như hồi nãy cô Phương vừa mới hỏi, thì chúng ta nghe tiếng đồng thoại rang lên, thì chúng ta chỉ nghe, hay cũng tự nghe người nào đang tầng hẳn ho hen, cái tự nói nghe, chứ cũng tự không có niệm ho à, cái tự bản niệm cái nghe, cái đó chúng ta niệm nghe, rồi sau khi cái tự niệm ba lần, chúng ta đậm đi quá lâu, cái niệm ba lần nghe, ta khi mà ta niệm nghe đó, ta làm cái trạng thái có tác ý khôn khéo nữa, chứ không phải ta niệm nhưng cái trạng thái nghe, chúng cái tái móc,
Chỗ đó có một số Phật tử họ niệm những cách máy móc, nghe và trên hơi thở. Cái đó không phải như vậy đó. Chúng ta phải niệm nghe, ta lắng tâm thật để coi cái tâm đang nhìn vào cái nghe đó với cái trạng thái cái tâm mình ra sao. Và cái trạng thái mình được nghe cái đó, âm thanh đó với cái trạng thái cái tâm mình để nó như thế nào. Thì cái trạng thái đó mình thấy tâm mình đi ra, tâm mình không đi vô, tâm mình không ra, tâm mình không có trụ trào. Thì lúc đó tâm mình niệm phóng mà. Thì đó, người ta trở lại. Thì đó thì khi ta niệm ba lần như vậy đó là đủ để chúng ta kiểm soát được cái tâm của ta. Người ta hiểu được cái tâm người ta đang đi ở trong cái trạng thái biết đối tượng đó là như thế nào. Đúng hay không đúng, có giá trị, không giá trị. Nó cứ tự thấy được cái thực tính. Và khi chúng ta theo dõi được cái đó, chúng ta mới thấy là cái tâm của ta hay là cái thân của ta. Nghe cái tự đang bị tê, cái niệm tê, nhất cái tự niệm nhất đó. Chúng ta mới thấy là chúng ta không kiểm soát nó được, và ta không có hiểu biết được nó. Và nó muốn làm theo của nó, và chúng ta không có khả năng để ta giữ được nó. Và theo ý của mình đó, chúng ta thấy được thực tướng. Và đó, với trạng thái đơn giản mà quý tử ngồi thiền trong vòng 10 phút hay 20 phút đó, là quý tử luận được cái diễn tiến của nó liền. Mà trong cái diễn tiến đó nó ra được liền đó, quý tử có trí tuệ, quý tử phân tích, nhận xét và quý tử hiểu biết nó được liền. Là trong vòng 10-20 phút, chúng ta không cần phải ngồi lâu. Và khi chúng ta hiểu biết ra đó, thì chúng ta bắt đầu theo dõi chính xác cái hiểu biết đó. Và chúng ta không tìm cái mượn cái bên ngoài nữa, đi sâu vào trong cái hiểu biết đó, chúng ta tìm được cái chân lý, tìm được cái sự thật. Đó là như vậy đó. Nên cái đó, với những người mà họ khéo léo, khôn khéo họ ngồi thiền đó, không có thời gian đi lâu dài. Không có đi lâu, và không có tốn kém nhiều thời gian, thì họ phải chi phối thời gian nhiều. Một thời gian ngắn là họ bắt đầu họ luận được liền. Và khi họ lượm được ở đó, họ thấy được sự thật ở đó, họ tìm ra được ánh sáng ở dưới cái con đường họ đi. Còn có nhiều người, họ lấy được sự thật đó, họ cứ ngồi nhắm mắt ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng nọ, việc làm của họ cứ lặp đi lặp lại, cả thái họ không gặt hái được cái gì cả, và họ không thấy con đường họ ra đi. Họ còn đang ở trong cái bóng tối, ở trong đường hầm, nó không có ánh sáng. Lẳng quẳng. Họ cũng ngồi như người ta ngồi, mình cũng ngồi như ta, người họ lẳng quẳng hòa như vậy đó. Vậy là họ không phải là y khoa, mà họ y tre, y cũ. Được chưa? Rồi. Con, nghe. Con có vài câu hỏi, hai câu hỏi. Có nhiều người ngồi thiền á, người ta tự nhiên ta thấy những cái hình bóng gì, bất cứ hình bóng là hình bóng Phật đi, hay hình bóng một bất cứ ai, một người, hay là cái tiếng động của người. Thì thưa thầy chỉ cho tụi con sao mình đi ra khỏi cái cảnh giới. Mình, nếu mà mình thấy bằng con mắt á, hay là mình ngồi thiền bằng con mắt á, và mình thấy trong cái tâm thức mình đó, thì mình nên nghĩ à, chứ không phải là mình thấy là mình mở mắt mình nhìn mới gọi là niệm thấy à. Còn quý tử là cây trang thái quý tử đang nhắm mắt, mà quý tử nói là quý tử thấy những hình ảnh nó đứng lởn vởn ở trong tâm trí của quý tử đó, là quý tử nói là nghĩ à, chứ không phải là thấy à. Quý tử phải niệm cho đúng, mở mắt mình mới thấy, nhắm mắt thì quý tử nghĩ chứ không có thấy. Thì quý tử nghĩ à. Quý tử mới nói là khi quý tử thấy nó mà quý tử đó nó phải là thật không, thì sự thật đó là sự từ xưa đến nay á, từ khi mà cha sinh mẹ đẻ mình sinh ra đó, mình chưa thấy Phật mà mình nghĩ đó là Phật đó, thì mình đã tưởng à, tại vì mình đâu có thấy Phật đó. Do đó mình nói cái này là Phật tới rồi đó, Phật độ mình rồi đó, Phật độ ánh sáng cho mình đó. Cái mình nghĩ đó là gì? Tưởng à. Hoàn toàn như vậy. Khi mình niệm được một lần, hai lần, ba lần như vậy đó, thì mình thấy được cái tâm của mình và thấy được cái pháp nó đang có hay còn hay không đó. Lúc đó đó mình tìm ra được thực tính. Chúng tôi là thực sự thật như đó. Thì sự thật là tất cả do tâm mình tạo ra, chứ thật ra không có gì cả. Nhưng khi mà mình điểm được danh nó, điểm mặt được nó và nói được nó, chuyện được với tâm của mình đó, thì nó cho mình sự thật của nó, và của đó nó cho mình biết rồi đó. Rồi mình mới biết rằng là mình có của nó hay là mình không có gì cả. Rồi lúc đó mình mới tìm ra sự thật của mình. Chứ tôi nghe kịp không? Cái tự tìm ra được sự thật của nó, rồi cái tự mới tìm ra được sự thật của mình. Ngày nào cái tự chưa tìm ra được sự thật của nó, người tự không có sự thật của chính mình. Cái tự nghe kèo ha. Do đó là mình phải tìm hai công phu. Trong hai công phu đó,
trong một giờ đồng hồ chúng ta sẽ tìm trong vòng 20 phút tới 30 phút thì tôi khó liền. Trong phải đi dầu, ly lão u dài hoài. Hết cơm, hết gạo nuôi, hết tốn hết tiền. Mình đỡ tốn kém, rồi chưa? Rồi, xin nghe, giờ mời. Thưa thưa sư, nói lại về cái vụ mà ngồi thiền đó. Mình ngồi đây thì là trong trong phòng kín không mấy bạn đàng hoàng. Mai mốt là ngày đẹp trời ra ngồi ngoài trời đó, xong là muỗi nó đốt thì sao sư? Muỗi nó phải đốt bà, đốt bà, đốt bà. Không được gãi sư. Dạ. Không được gãi. Gãi à, chơi. Dạ, cứ tự phát hiện gãi à, còn mới gãi nha. Hiểu trước rồi gãi sao? Chứ không phải gãi rồi mình chơi vừa. Dạ. Nó cắn á, quý tử không được niệm nó cắn à. Quý tử nghe kịp không? Quý tử không có niệm cắn à, nó là cái nó mà nó có niệm cắn. Từ khi nào quý tử cắn nó đó, quý tử mới niệm cắn à, nha. Quý tử nha, có nhiều người họ niệm chặt á, nó gà. Khi gọi sư hướng dẫn ở ngoài bên Tắc Xác á, có một cô đâu lên hỏi sư, chưa, nhưng mà con đào quá, rồi con nóng là con nóng à, nóng vào nè, nó phải nóng. Dạ, nóng, dạ, cô nhìn dạ. Nóng nên cô chữa không được bệnh á. Là xăng à, xăng à. Như đó đó, chờ tan đó. Như đó quý tử nhà con mũi nó cắn quý tử không định cắn à. Quý tử sẽ cảm thấy là gì? Xăng à. Mũi à quá à. Mũi à quá à. Nó vậy mà nó được à. Không đúng có. Mà, đúng mà. Mình thấy nó là ngứa à. Nó cắn một giờ đó, mình thấy ngứa à. Nó ngứa à, ngứa à. Mình muốn gãi đó. Mình nói muốn à, rồi khi mình tan đụn vô mình cũng gãi đó, mình gãi à, dạ, chỗ đó đó mình phải có những cái chi tiết nhỏ vậy đó, muốn trước, rồi thực hiện hành động sao, muốn trước, thực hiện hành động sao, thì lúc nào mình phải đi theo vậy đó, vì thì ta mới thấy là tác ý có trước, rồi á, tác sắc thì mà theo cái tác ý đó, và từ đó nó tạo ra danh và sắc theo cái tác ý của nó muốn có, và mình không có trong đó, mình tách mình ra. Tắt được ra, sư nghe. Sư, con muốn hiểu thêm cái ý nghĩa của khi mà mình nghe tiếng đồng hồ, ok, tiếng chuông chuông có điện thoại đây. Khi mà mình nói ba chữ, khi mà mình nói ba chữ nghe, tức là có nghĩa là mình nói cái tâm mình là phải nghe hay là mình nghe? Cái tâm mình đang nghe, mình phải nói là tâm mình đang nghe. Dạ, tâm mình đang nghe. Tâm mình đang nghe là cái lúc đó là cái tâm nhị thức đang nghe âm thanh đó. Thì cái tâm mà động lực có nó biết được cái tâm nhị thức đang nghe âm thanh. Cái đó đó mình phải niệm được cái tâm nhị thức trước. Nghe. Còn bắt đầu mình nhìn là cái tâm động lực của mình qua cái lộ trình của ngũ môn đó. Thì mình thấy được tâm của động lực của tâm ý môn nhìn vô cái tâm động lực của ngũ môn. Nghe tỷ nhị thức. Dạ, của động lực. Dạ. Do đó đó khi mà mình quý một tỷ nào nghe khi mà nghe rang hay là nghe đọc nghe ta nghe nhìn vô cái tâm đó đó rồi mình thấy cái tâm mình đang an trú xuống trở lại hay nó đang hiện bày một cái tâm sanh của tâm động lực sau khi nghe âm thanh đó với tâm nhị thức được thông mình bắt được cái đó ta nghe kìa ha. Giờ sẽ nghe thực sự ví dụ như mình nghe đó mà mình không có sân tức là mình vẫn bình thản. Dạ, bình thản. Có nghĩa là cái tâm của mình nó không thiện. Là tâm thiện. Tâm thiện. Là tâm vô sanh, là tâm thiện. Là không lúc không có sanh, tâm bình thản không sanh. Giờ là tâm thiện. Cái mình biết được tâm mình thiện. Còn mình tâm sanh á, là biết tâm là tâm bất thiện. Rồi mình niệm cái sanh à, rồi mình nhìn thấy sanh bất thiện. Tâm mình không sanh, cái mình tâm thiện. Mình niệm được đó là thành tính. Dạ, dạ. Dạ, xin nghe. Phải chưa? Dạ, xin nghe. Dạ, sư, trong lúc thiền ngoài mình quá công sạc, mình còn niệm ngồi à, đụng à, cái lý do gì? Ngồi à, đụng à, để tập thêm cái chánh niệm nó dài dần. Rồi, ngồi à, đụng à, là thêm cho quý tử có cái trạng thái tập trung, cái định quý tử mạnh lên. Niệm á, là mình đã có, nhưng mà cái định mình không có mạnh á, thì tâm á, mình không có phát triển lại được. Do đó đó, với những phương pháp đó, các thiền sư đó, sau khi họ cho thuần thục trong chánh niệm và tỉnh giác xong đó, họ phải khai phát cái định tâm của họ mạnh lên. Do đó đó, họ càng muốn dài dặn cái định họ lên đó, họ phải theo dõi là ngồi à, đụng à, ngồi à, đụng à, ngồi à, đúng rồi. Là làm sao cái tâm họ trụ vô trong cái việc họ thiền, ngoài không bị chi phối gì hết đó.
cái tâm họ bắt đầu kiên cố, an trú, trụ tâm bắt đầu họ định mạnh, nó bắt đầu nó thấy. Còn cái tưởng không có làm gì đó, lợt lạc, hợp cái đó, nó mỏng, sốc phớt đó. Nó ông già đó, gặp cái cảnh lớn mạnh hơn đó, tâm mình thúng ra một cái, bắt không kịp, mất cơ hội ta bắt được cái cảnh. Nó là như vậy đó. Quý tử thấy khi mà tử mà không có giữ cái tâm mình mạnh đó nha, mà định mạnh có đó, quý tử đang chạy mà xe mà kêu đang chạy xe đó, mà trời sấm lên trời gầm lên quý tử giật mình không? Giật mình là đó là quý tử đang không có cái định tâm mạnh lúc hàng hàng ngày quý tử đang có, giật mình lên liền, hoàn toàn hết hết hồn hú dí vậy đó quý tử nói. Cái đó là do đó những cái sơ hở chót đó, là những sơ hở chót đó đó là trong quá trình tu tập chúng ta không có kiên trì kiên cố với cái định mạnh đó, thì cái niệm là có nhưng mà định chưa có mạnh đó, thì ta cũng vẫn bị hời hợt khi mà cái tâm nó bắt được một cảnh trưởng hơn mạnh hơn nữa đó, muốn bị giọt đi liền cái tâm mắt thì cơ hội thấy được pháp thực tính như thực tư ngay tại điểm đó với tư tài cảnh nghe chưa giờ xin nghe. Dạ thưa sư, tiếp theo cái phần đó tụi con có đọc lại cái mấy cái bài của sư Trần Tư La đó. Dạ, ngài Trần Tư La. Ngài Trần Tư La đó. Thì, có một cái phần mà ngài có nói là tập đến khi nào mà mình không có còn thấy cái điểm touching point đó. Dạ. Tức là cái điểm cái điểm mình tiếp xúc. Vâng. Thì cái nghĩa là tiếp tục cái phần mà định tâm mà mình an trú rồi. Dạ. Chú rồi là mình biết mình được. Dạ, đã mạnh rồi đó. Tức là mình không còn cảm thấy nữa. Dạ, khi mà không còn cảm thấy nữa đó, dù gặp mình đang cũng đang còn tạo sinh đó, mình đang cũng cần đụng nó đó, mà mình không còn thấy đó, thì nó có hai cái hướng mình đi. Một là mình không có còn sáng suốt thấy nữa. Nó cái trạng thái đó, nó đi vào cái trạng thái là định mạnh quá, sinh hung trầm thì miên. Định mạnh quá, sinh hung trầm thì miên. Do đó chính có những hành giả đó, họ định mạnh quá, nhưng mà họ không có tỉnh giác, họ không quân bình trong cái tỉnh giác, do đó họ bị chưa đi sâu vô đó là họ đã hung trầm. Hung trầm là họ mất cảm giác, không cộng sản, không còn sự hiểu biết nữa, họ vẫn ngồi đó nhưng mà họ mất rồi. Và khi mà có một cái gì nó mạnh hơn nữa định cái nó mới bắt trở lại cái tỉnh giác, thì họ mới thấy được cái trạng thái nãy họ ngồi lặng thinh lặng yên đó, chứ không phải là họ đang đi tới trạng thái an trú tâm trạng thái tháng tây lực buông bỏ hết tất cả. Cái giai đoạn thứ hai không phải là trạng thái hung trầm thì miên, là trạng thái họ buông bỏ hết tất cả để họ thấy họ ra đi, họ không giữ lại những cái gì họ đang níu chéo của cái upadana, tức là cái thủ chấp của một cái ngũ quẩn, mà ta gọi là ngũ thủ quẩn, không có còn ngũ chấp vào đây là thân tu thủ, thân thủ quẩn tết, đây là trạng thái thọ thủ quẩn của mình, lúc đó đó họ bắt đầu họ ra đi. Cái này thứ hai, do đó đó giữa hai cái trạng thái đó nó giữa nhầm lẫn giữa hai bên. Với cái người mà không thấy hiểu được cái trí tuệ đó thì họ tưởng rằng là họ đang an trú lắng tâm lắng lặng trạng thái thanh thản thanh tịnh yên tịnh gì đó, nhưng mà thật cái đó chỉ là một cái hôn trầm không có tỉnh giác. Vậy thì sao? Tại vì khi mà họ còn vẫn còn đụng họ vẫn còn biết đó, nhưng mà trạng thái biết cái này nó không còn đeo níu của họ nữa, không còn giữ lấy cái tay này của họ, cái thủ quẩn này của họ nữa đó, thọ này cũng là họ đó, thân này của họ đó, thì bắt đầu họ buông ra đi. Nhưng mà có những người vẫn đụng nhau đụng vậy chút xíu nữa rồi đi tới luôn rồi. Cái đó là giai đoạn rất là quan trọng, nếu ta nghe kẹp ha. Và đó nó chữa cái trạng thái thủ quân và trạng thái hôn trầm thì miên, giữa hai làn ranh gấp gần nhau. Thưa sư, phần nếu mà mình cảm thấy như là một phần nó mất thôi, một phần mất thì một phần còn, thì mình níu lại phần mắt đi, lấy khó lại khó lại rồi mình mới chấp ra, mình buông ra. Dạ xin nghe. Thưa sư, có nghe người ta tu thiền ấy, thì người ta sẽ có một được hưởng một cái luồng thanh điển từ trên không gian vũ trụ chiếu xuống thì sẽ làm cho trí tuệ mở ra. Xin sư giải thích thêm về cái luồng thanh điển. Nhưng mà ở đây khó lắm, tại vì mà ở trong cái bên này nó thâu quá đó, cái điển xuống không nổi.
khó mà đón nhận được luồng thanh điển đó lắm. Ngày đó mình phải ngồi ngoài trời, giống như anh nghe đang tìm ra con đường anh nói chuyện với ngoài trời đó, mình mới đón được tại lúc đó thanh điển xuyên suốt xuyên vô luôn người luôn. Còn mình đang ở trong bên mình sâu quá không vô nổi đâu. Thưa thật, đây là sự chỉ nói đùa. Thực ra cái đó có một số mà họ đang nghiên cứu gì thì họ cho rằng như vậy đó, nhưng thực ra không có điểm nào hết đó, mà chỉ có điểm của mình thôi à. Do đó trở lại chỉ là cái tưởng vipalasa, chẳng nói điên đảo. Mình có ba cái hiện tượng đó rất là quan trọng: tâm điên đảo, kiến điên đảo và tưởng điên đảo. Khi mà mình tưởng điên đảo như vậy đó, mình thấy là cái này đã có và hiện có như vậy đó, làm cho mình bị lôi đeo đó, mà nó dắt mình đi theo cái con đường nó đang có, mà nó muốn mình đi và mình mắc đi cái đối tượng mình đang có là hơi thở. Do đó mình phải cẩn thận, đó chỉ là một ảo tưởng hay là một sự điên đảo cái tâm thức mà mình đang nuôi dưỡng đó, từ kiến thức của mình đang có hay là chúng ta đang thấy cái hiện tượng đang có thật trong đang chúng ta đang có gì vậy đó, cũng chính là một cái trạng thái, đó là một giả cảnh. Mà nếu như nói trong kinh điển thì đó là con đường mà tiến tu của ta luôn luôn gặp bị ác ma. Những ác ma nó luôn luôn đến chúng ta trong một trong năm loại. Phiền não ma nó cũng đem đến ta, hay là những trạng thái đó là pháp hành ma nó cũng đem đến chúng ta. Những cái loại đó nó đưa đến đó, gọi là ma chiếu án cái tâm sáng suốt của ta, là chúng ta phải cẩn thận vô cùng. Do đó đến những lúc đó chúng ta phải đối diện và thấy rõ cái tâm của mình, phải thấy và mình phải giữ cái tâm mình với cái chuyện mình muốn có, nói với cái hơi thở của mình là đối tượng mình đã chọn lựa. Thì chính cái đó nó sẽ trụ lại, mấy kia nó đánh bạc dần dần và không còn hiệu. Do đó đó, thì mình dùng một số các vị mà đi tìm ra con đường sáng suốt trí tuệ do từ bên ngoài để vào, không thể nào có được qua con đường. Mình phải tu tập, kiên nhẫn và bền bỉ và mình trao dồi sáng suốt lên mình sẽ có. Cũng như chúng ta đi vào con đường học mà chúng ta nhờ người khác học cho ta và chúng ta mở mang kiến thức được đó, cái luồng thanh điển của người ta học xong rồi đưa qua cho mình đó, để mình hiểu được cái môn học của mình học đó, thì cái đó nó xài giờ trong cái trạng thái không thể có được. Đó chỉ là một quan tưởng. Do đó cái thiền định nó cũng mạnh như vậy đó. Nhưng có do đó có một số người còn nói là khi ngồi thiền trong thời gian đó mà không đúng phương pháp thiền nó bị tẩu quả chặt mà nó đưa đến sự kim hiệp của Kim Dung mà thôi. Con sẽ nghe các bạn, con sẽ nghe. Con muốn là... Dạ được rồi. Con muốn hỏi là cái lúc mà ngồi thiền mà bị ngứa, bị mũi đốt mà ngứa thì có cái đó là trường hợp mà muốn gãi thì gãi. Thì nhưng mà nhưng mà con nghĩ con lúc đó thì cái tâm con là con buông nó ra, con ignore nó rồi con quay mang tâm trở lại với hơi thở đó. Thì con nó có niệm gì khác không? Không, mình mới niệm hết chứ. Không bỏ khoảng sắc na niệm nào cả. Thì đó mình mới theo là chẳng phải có chánh niệm. Còn cứ tự bỏ cái giai đoạn này chiếp cái giai đoạn kia đó, tự mắc cái giai đoạn chiếp cái chánh niệm nó thuần thục và dễ dàng. Con không có niệm, nhưng mà con biết là cái tâm con nó rời khỏi chỗ đó mà nó mang vào chợ ấy. Nhưng phải niệm. Con phải niệm chứ, cái một cái thì có, chứ còn không bỏ lúc đó được, lúc có khúc kia nó bị bắt có khúc đó rồi đó. Luôn luôn là vậy. Người tự ban đến bây giờ người tự nó ít no, người tự ít no đi nữa mà nó muốn no, người tự ít no của người tự mà nó muốn no, người tự cũng no ít no ít no ít no, và nó no nó no nó no, người tự nghe kèm không? Chứ còn không thể nào bỏ qua được. Cứ bỏ qua vậy là mắc trong chút phim đó, lướt nào cũng vậy đó, nó phải theo diễn tiến như một sự một dòng nước trôi chảy. Con theo dõi cái hơi thở. Cái đó nên cô nguyên phật tử sẽ bị đứng vào trong trạng thái mệt. Muốn không để ý, quên tự nhiên kẹp anh, phải có hết. Thường thường cũng phải niệm để mình dài dặn. Lại sẽ nói chung thôi. Rồi, niệm một phút cũng được, đâu có sao đâu, có không, thời gian đâu mà lo. Con nghĩ cái đó là mình đã biết rồi, mình trở về với tâm mình, với hơi thở mình. Còn phi vi tí thì xin hỏi với con là tại sao một cái đoạn văn mà mình đọc qua đó, mà nếu như cái người đó ta biết là mình đọc đâu tới đâu mình hiểu tới đó, mà họ còn phải dấu phẩy dấu chấm lên chi? Họ cũng phải làm dấu phẩy dấu chấm. Nếu mà mình tự nói cho đọc đâu thì hiểu đó, người ta đọc luôn tuồn đi, không dấu phẩy dấu chấm. Vậy thì khi mình tự sẽ thấy, ồ, này thiếu dấu phẩy, là tại vì nó thiếu cái giai đoạn này, nhưng mà tự đọc đó mới biết ngừng. Thì tự đọc đó nó biết ngừng.
con rắn mà là bò, rắn mà là bò biết biết ngừng lại, nhưng mà biết tôi bò bò cái đó mà bò xác không chân đó là khác rồi. Biết tôi nghe kiểu không, nhưng biết tôi đọc cho là rắn là bò xác không có chân, phải không nào? Nhưng mà biết tôi không thể nào đọc đâu là rắn là bò xác xác không chân, phải không? Phải đó, biết tôi thấy không? Cái đó đó nó phải có hình dân tự, nó đã làm cho mình có một cái khái niệm chính xác và mình dè dặn hơn, dày đặc hơn ý nghĩa của cái cú văn câu pháp của nó muốn nói. Do đó mình cũng phải làm gì để cho mình thuần thục và chính xác và dặn câu cái pháp hành mình hơn nữa, cho mình đừng có chủ quan. Sư sợ các tư tử chủ quan để rồi lạc hướng, đừng có như vậy. Lúc nào từ nhỏ tới lớn, từ lớn cho tới nhỏ, lâu năm hay nhiều năm, hay là mới ngon non đó, lúc nào phải cẩn thận. Kẻ thù nó đến hay là cái pháp nó đến không bao báo trước, mình phải cẩn thận, đừng có chủ quan. Sư khuyên như vậy thôi, chứ còn tử dỗi thì sư đâu có nói chi. Nhưng mà sợ quý tử không nắm được pháp khi quý tử đang chủ quan, những cái pháp đang có, quý tử kiếp còn một cái rồi, lúc đó mất cơ hội không? Do đó nó cũng phải chứ. Quý tử đang nói tới trạng thái, quý tử đang ignore, quý tử chọn là trạng thái biết, nhưng dòng đó nó quý tử không cần niệm. Nhưng mà trong cái đó đó, nó đang cho quý tử thấy cái tâm quý tử đang thấy đó là vô thường. Hay là quý tử đang thấy cái đó là cái đang bản ngã, quý tử đang có một cái thanh kiến, chứ quý tử không thấy đâu là pháp thanh kiến của vô ngã. Thưa sư, con có câu hỏi. Đúng không? Đó, quý tử không thấy thanh kiến của vô ngã. Quý tử đang thấy, tôi đang biết, đồng cảm đang có thanh kiến và đang thấy ngã chấp. Dễ sợ lắm, nên sư muốn khuyên quý tử này ra phải cẩn thận. Dạ, thưa sư, con có câu hỏi. Dạ. Nhiều khi con ngồi con thấy tê hay là con thấy nhức mỏi thì con cảm nhận cái đó tê xong rồi con cứ hiện, đó là một cái hiện tượng thôi, hiện tượng, rồi cái nhiều khi niệm hoài cái hiện tượng như vậy thì cái đau, cái mỏi, cái nhức đó nó tan biến đi một chút. Tại vì con đặt cái cuốn mà cũng một cái thiền sư bên Miến Điện ấy, người Tàu gì đó. Miến Điện mà người Tàu hả? Không, người Tàu mà qua đó thì tôi chơi rồi con quên mất rồi. Là Tàu Miến đó. Thì con thấy trong cái cuốn của ổng ông thiền sư ổng cứ nhắc lại hoài, ổng bảo là khi mà đau nhất mỏi đau đó, cứ niệm cái đó là một cái hiện tượng mà ở trong đời cái hiện tượng rồi cái gì nó cũng phải tan biến đó, rồi làm mình trở về lại với cái hơi thở trở lại coi cái đó là quý cô đang đi thiền chỉ, cái đó đang đi thiền chỉ không, đó là thiền ở trên đó thì bây giờ sẽ đang cắt nghĩa nè, cái ông đó